Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 46. Dương Diệp vừa định đuổi theo, nhưng nghĩ tới điều gì, hắn lại ngừng lại, nhìn về phía Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi đứng dậy đi tới bên cạnh Dương Diệp, nhẹ nhàng ôm Dương Diệp một cái, nhẹ giọng nói. Mang nàng về. Dương Diệp cảm động không thôi, hôn Tô Thanh Thi một cái, sau đó thân hình khẽ động, tiêu thất ở trong đại điện. Nhìn bóng lưng Dương Diệp biến mất, trong lòng Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, lúc này Tiêu Dao đi tới trước mặt nàng, kéo tay nàng nói. Thanh Thi tẩu tử, ca quá hoa tâm, chờ hắn trở về, Tiểu Dạo giúp người đánh hắn. Bây giờ người có tiểu bảo bảo, nghìn vạn lần không thể sinh. Khí, không thì sẽ không tốt cho bảo bảo. Tô Thanh Thi mỉm cười, vuốt đầu Tiểu Dao, không nói gì thêm. Có Hoàng Kim Thần Long, Dương Diệp rất nhanh đuổi kịp Hiểu Vũ Tịch. Trên lưng Hoàng Kim Thần Long, hai người tương đối. Một lát sau, Dương Diệp khổ sở cười nói. Vũ Tịch, nói lại nhiều cũng không thể bù đắp ngươi và Thanh Thi ủy khuất, ta chỉ muốn nói, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi và Thanh Thi. Ngươi mắng ta vô sỉ cũng tốt, không biết xấu hổ cũng tốt, dù sao ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ly khai ta. Dương Diệp đã quyết định, dù kéo ra mặt xuống, hắn cũng sẽ không để Hiểu Vũ Tịch cùng Tô Thanh Thi ly khai hắn. Hiểu Vũ Tịch trầm mặc. Dương Diệp sợ nhất chính là cái này, hắn đi tới trước mặt Hiểu Vũ Tịch, kéo tay của Hiểu Vũ Tịch, thấy Hiểu Vũ Tịch không có phản kháng, trong lòng hơi thở dài một hơi nói. Vũ Tịch, người biết không, lúc này đây, kỳ thực ta thiếu chút nữa không thể về Nam Vực. Nghe vậy, tay của Hiểu Vũ Tịch khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp tiếp tục nói. Vũ Tịch, ta đã trải qua một việc, đã biết một ít bí mật của thế giới này mà sợ rằng thánh giả cảnh cũng không biết. Một cái trong đó chính là thế giới này của chúng ta có khả năng đã đến sát biên giới hủy diệt, ta không biết lúc nào sẽ hủy diệt, ta chỉ muốn nói, nếu như ta không cách nào dẫn dắt các ngươi tránh được kiếp nạn này, ta hy vọng có thể cùng các ngươi chết chung một chỗ, như vậy chí ít mọi người chúng ta không có tiếc nuối, được không? Hiểu Vũ Tịch trầm mặc như trước. Dương Diệp lại thấp giọng nói. Ta biết, để người và Thanh Thi ở cùng với ta, loại yêu cầu này có chút vô sỉ. Thế nhưng ta thực sự không muốn mất bất kỳ người nào trong các ngươi, mất đi bất kỳ người nào, đều không phải là ta có khả năng thừa nhận. Hiểu Vũ Tịch vẫn trầm mặc. Dương Diệp thấp giọng thở dài, sau đó bế lấy Hiểu Vũ Tịch nói. Đi, theo ta về nhà. Nói xong, tâm niệm vừa động, Hoàng Kim Thần Long hóa thành một đạo kim quang bay về phía Kiếm Tông. Đừng nhìn lúc này Dương Diệp khí phách, thế nhưng trong lòng hắn cực kỳ thấp thỏm. Hắn biết rõ. Vô luận như thế nào cũng không thể để Hiểu Vũ Tịch rời đi, không thì một khi rời đi, khả năng liền thật vĩnh biệt. Bởi vì một khi để Hiểu Vũ Tịch làm ra quyết định, vậy hắn rất khó vãn hồi, cho nên bất kể chơi mềm hay chơi cứng, hắn cũng không thể để Hiểu Vũ Tịch rời đi. Hiểu Vũ Tịch không có phản kháng, tùy ý Dương Diệp ôm nàng bay về phía Kiếm Tông. Kiếm Tông, trong phòng, Dương Diệp, Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, ba người ngồi đối diện nhau. Dương Diệp đầu tiên phá vỡ trầm mặc nói. Ngàn sai vạn sai đều là sai của ta, Vũ Tịch, Thanh Thi, ngươi, các ngươi nói quyết định của các ngươi đi. Ta, các ngươi yên tâm, mặc kệ quyết định của các ngươi là cái gì, ta cũng sẽ không bị đả kích, sau đó không gượng dậy nổi, vĩnh viễn dừng lại ở tôn giả cảnh, không cách nào thành hoàng. Tô Thanh Thị trừng Dương Diệp, đến lúc này vẫn dám uy hiếp mình. Thế nhưng không thể không nói. Nàng còn thật lo lắng Dương Diệp sẽ như vậy. Nàng rất rõ ràng, Dương Diệp cực kỳ trọng tình, nếu như một trong hai người mình tuyển chọn rời hắn đi, hắn có thể biến thành như hắn nói, thương tâm gần chết, bị đả kích là sẽ nhất định. Hiểu Vũ Tịch cũng nhìn Dương Diệp, bất quá nàng không có nói chuyện. Một lát sau, Tô Thanh Thi mở miệng nói. Ngươi biết tại sao Vũ Tịch muội muội tức giận không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Bởi vì, dù sao Thanh Thi ngươi hiểu a. Tô Thanh Thi vừa bực mình vừa buồn cười, trừng Dương Diệp nói. Không ai thích cùng người khác chung chồng, ta cùng với Vũ Tịch muội muội cũng giống như vậy. Nhưng hai người chúng ta chân chính tức giận là ngươi gạt chúng ta, ngươi nói, nếu như không phải Vũ Tịch tới Nam Vực nhìn thấy ta, ngươi còn muốn gạt chúng ta bao lâu? Ta sợ các ngươi. Tô Thanh Thi cắt đứt Dương Diệp nói. Ngươi sợ ta cùng Vũ Tịch muội muội sẽ đánh nhau phải không? Dương Diệp vội vã gật đầu. Tô Thanh Thi hít một hơi nói. Hồ đồ,
Phu tịch muội muội cùng ta đều là người biết lý lẽ, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không làm cho ngươi khó xử hoặc thương tâm. Chúng ta chân chính giận, là bởi vì ngươi gạt chúng ta đều là người chí thân của ngươi, ngươi gạt chúng ta, sẽ làm chúng ta nghĩ bị ngươi lừa dối, phu quân, ngươi hy vọng mình bị người chí thân lừa dối sao? Dương Diệp vội vã lắc đầu. Tô Thanh Thi lại nói. Ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng với Vũ Tịch muội muội có lời muốn nói. Dương Diệp có chút do dự, hai người sẽ không đánh nhau chứ? Nếu như bình thường, đánh một chút cũng không có gì, thế nhưng hiện tại Tô Thanh Thi đang mang thai à? Ngươi không đi ra, chúng ta đi ra ngoài. Tô Thanh Thi đứng dậy nói, Dương Diệp liền vội vàng đứng lên ngăn trở hai nàng, sau đó nói. Ngươi, các ngươi có chuyện từ từ nói, ta ở ngoài cửa. Nói xong thận trọng nhìn hai người, sau đó đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Dương Diệp đi ra ngoài, Tô Thanh Thi lắc đầu mỉm cười, sau đó đi tới bên cạnh Hiểu Vũ Tịch, kéo tay của Hiểu Vũ Tịch nói. Chúng ta hù dọa như thế, hắn sợ không nhẹ à? Đáng đời! Hiểu Vũ Tịch lên tiếng. Tô Thanh Thi gật đầu nói. Chúng ta không thể tiện nghi hắn như vậy, người nói một chút, nên phạt hắn như thế nào đây? Hiểu Vũ Tịch trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài. Nắm tay của Hiểu Vũ Tịch thật chặt nói. Hắn cả đời có thể nói đều là bấp bênh, từ nhỏ không có qua một ngày thoải mái, trưởng thành, vì bá mẫu cùng Tiểu Giao, đi tới kiếm tông, hy vọng trở thành đệ tử nội môn kiếm tông, lấy cái này tới cải thiện sinh hoạt trong nhà. Nhưng lại gặp dị biến, không chỉ không có trở thành đệ tử nội môn, trái lại còn trở thành đệ tử tạp dịch. Sau cùng, thật vất vả trở thành đệ tử nội môn kiếm tông, lại bởi vì Bách Hoa Cung, bị kiếm tông trục xuất. Sau đó bá mẫu lại bị Bách Hoa Cung hại chết. Sự tình phía sau ngươi cũng rõ ràng, có thể nói, hắn cả đời không qua mấy ngày an ổn. Sắc mặt của Hiểu Vũ Tịch biến đổi, mi mắt buông xuống. Trong mắt Tô Thanh Thi hiện lên lệ quang nói. Vũ Tịch, ngươi biết không, lệ khí cùng sát khí của hắn rất nặng, ngoại trừ mấy người chúng ta, hắn đối với tánh mạng của những người khác thực sự rất coi thường. Nếu như nam vực này không phải có ta, mà ta lại ở kiếm tông. Sau khi hắn diệt Bách Hoa Cung, tuyệt đối sẽ không quy oản nam vực này chết sống. Nếu như hắn mất đi chúng ta, hắn sẽ rất cô độc, sau đó trở thành một sát thần triệt để. Hắn vẫn luôn cô độc. Hiểu Vũ Tịch khe khẽ thở dài. Tô Thanh Thi gật đầu nói. Hắn ở bên ngoài trải qua đều là đao quang kiếm ảnh cùng các loại phục giết, chúng ta đừng làm cho hắn sau khi về đến nhà còn không được an bình, được không? Hiểu Vũ Tịch trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta chưa bao giờ muốn rời hắn. Tô Thanh Thi khẽ mỉm cười nói. Tuy chúng ta tha thứ hắn, thế nhưng cũng không thể dung túng hắn hoa tâm, người cứ nói đi. Không thể hoa tâm. Hiểu Vũ Tịch gật đầu, đồng ý nói. Tô Thanh Thi cúi người ở bên tai Hiểu Vũ Tịch nhẹ nói vài câu, gương mặt của Hiểu Vũ Tịch nhất thời ửng đỏ, nhưng sau cùng vẫn gật đầu. Ngoài cửa, Dương Diệp lòng nóng như lửa đốt, đối đãi địch nhân hắn có thể làm được tàn nhẫn, máu tanh. Thế nhưng đối với người mình, còn là nữ nhân của mình, hắn vô luận như thế nào cũng tàn nhẫn không nổi, hơn nữa còn là hắn có lỗi trước. Qua rất lâu, cửa rốt cục mở ra. Nhìn thấy hai nàng đều bình yên vô sự, Dương Diệp thở dài một hơi, đi tới trước mặt hai nàng nói. Ngươi, các ngươi có khỏe không? Chúng ta tha thứ ngươi. Tô Thanh Thi nói. Dương Diệp hơi sững sờ, sau đó là mừng rỡ, thế nhưng rất nhanh lại vội vã thu hồi sắc mặt vui mừng. Hắn không thể đắc ý vênh váo, không thì đợi hắn có thể là vui quá hóa buồn. Dương Diệp ngăn chặn kích động trong lòng, kéo tay của hai nàng, vừa định ôm hai nàng, Tô Thanh Thi lại nói. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, từ ngày mai trở đi, trong vòng một năm, người không thể cùng chúng ta ở chung một phòng. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của Tô Thanh Thi cũng đỏ lên. Nghe vậy, Dương Diệp khổ sở cười, thế nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ thoáng. Bởi vì này so với kết cục trong lòng hắn nghĩ tốt hơn vô số lần. Suy nghĩ một chút, Dương Diệp nói. Thanh Thi, Vũ Tịch, ta mang bọn người đi một chỗ. Nói xong, Dương Diệp vung tay lên, ba người đi tới Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất. Nơi này là... Hiểu Vũ Tịch cùng Tô Thanh Thi khiếp sợ nhìn chung quanh. Đây chính là bí mật lớn nhất của ta. Dương Diệp nói. Chúng ta đang ở trong một cái tháp, này là tầng thứ nhất. Thế giới này tương đương với đại lục của chúng ta. Nghe vậy,
Sắc mặt của Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch đại biến, hai nàng nhìn thoáng qua bốn phía, quả nhiên lấy thực lực của các nàng, dĩ nhiên nhìn không thấy đầu. Dương Diệp lật tay, thiền dực xuất hiện ở trong tay hắn, Dương Diệp đưa thiền dực cho Hiểu Vũ Tịch nói. Vũ Tịch, thử xem thích hợp không? Nhìn thấy thiền dực, trong mắt Hiểu Vũ Tịch lóe lên sắc mặt vui mừng, cũng không khách khí, cầm lấy đao vung lên, không gian ở trước mặt nàng giống như một trang giấy bị chém rách, một vết nứt đen nhánh thật nhỏ xuất hiện ở trước mặt của ba người. Đao tốt! Hiểu Vũ Tịch khen. Dương Diệp cười nói. Thích không? Hiểu Vũ Tịch gật đầu. Dương Diệp vung tay phải lên, nhân hoàng giáp xuất hiện ở trước mặt Tô Thanh Thi nói. Thanh Thi, cái hộ giáp này cho ngươi, sau này coi như cường giả hoàng giả cảnh ra tay với ngươi, chỉ cần ngươi kích hoạt hộ giáp, cũng có thể ngăn chặn chốc lát. Nhân hoàng giáp. Trong thanh âm của Hiểu Vũ Tịch mang theo vẻ kinh ngạc. Tô Thanh Thi nghe vậy, trong lòng dâng lên cảm động, sau đó vội vã lắc đầu, đang muốn cự tuyệt, Dương Diệp nói. Đừng cự tuyệt, thứ này với ta mà nói không có tác dụng gì, bởi vì hiện tại thân thể của ta so với nó chỉ mạnh không yếu. Tô Thanh Thi do dự một chút, sau đó thu vào. Lúc này, Dương Diệp ôm hai nàng vào lòng, sắc mặt hai nàng ửng đỏ, cũng không có phản kháng. Tô Thanh Thi nói, lúc trước nói rồi, trong vòng một năm, ngươi không được cùng chúng ta. Lúc trước ta nhớ các ngươi nói là từ ngày mai trở đi, nói cách khác, hôm nay có thể nha. Hai nàng. Ba người ở trong tháp cũng không có làm gì. Tô Thanh Thi đã mang thai, Dương Diệp lại đói khát cũng sẽ không dám động nàng, mà bởi vì có Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng Dương Diệp phát sinh cái gì. Ba người ở trong tháp chỉ vui đùa một phen liền lui ra thế giới Hồng Mông Tháp, bởi vì Dương Diệp nói viện quân đến kiếm tông rồi. Thái Thanh Điện. Dương Diệp mới vừa vào Thái Thanh Điện, liền thấy mấy thân ảnh quen thuộc. Mấy người này là thụ nhân tộc Thụ Tâm, còn có Lục Kiếm Giao trước kia về cổ vực thành, cùng với Đinh Thược Dược trước đây phát sinh qua một chút chuyện không vui. Nhìn thấy Đinh Thược Dược, điều này làm cho Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bởi vì ở trong dự đoán của hắn. Hắn chỉ có cổ vực thành cùng thụ nhân tộc. Dương công tử, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười nói. Không nghĩ tới Đinh cô nương cũng tới. Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói. Đinh Thược Dược nói. Lần này cũng không chỉ một mình ta đến, nghe nói kiếm tông gặp nạn, Đinh gia ta cùng Dương công tử chính là minh hữu, có thể nào ngồi yên không lý đến. Cho nên lần này ta mang đến tất cả cường giả tôn giả cảnh của Đinh gia. Tổng cộng 107 vị, trong đó tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên có 40 vị, hy vọng có thể giúp Dương công tử. Sắc mặt của Dương Diệp động dung, hắn không nghĩ tới Đinh Thược Dược mang tất cả tôn giả cảnh của Đinh gia đến, cái này chứng minh đối phương là muốn mang Đinh gia buộc chung một chỗ a. Dương Diệp hơi suy nghĩ liền hiểu, đối phương chắc là đã biết chuyện hắn có sư phụ bán thánh, không thì tuyệt đối không thể làm như vậy. Đa tạ Đinh cô nương viện trợ. Dương Diệp nói. Là chuyện nên làm. Đinh Thược Dược cười cười, lùi qua một bên, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch. Nhìn hai nàng một chút, sau đó lại nhìn Dương Diệp một chút, không biết đang nghĩ cái gì. Lần này cổ vực thành ta cũng mang cho ngươi một phần đại lễ. Lục Kiếm Giao cười nói. Trong khoảng thời gian ngươi về kiếm tông, cổ vực thành ta đã tru diệt tất cả sĩ binh của phệ hồn quân đoàn, trừ An gia, tất cả thế lực có quan hệ tới La Tuấn. Đã bị loại bỏ toàn bộ. Mọi người ở đây biến sắc, bao quát Dương Diệp. Phệ hồn quân đoàn lợi hại hắn là lãnh giáo qua, cổ vực thành lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tru diệt 9 vạn binh sĩ phệ hồn quân đoàn. Lại loại bỏ tất cả thế lực có quan hệ tới La Tuấn trừ An gia. Xem ra mình có chút đánh giá thấp thực lực của cổ vực thành. Dương Diệp thầm nói. Lục Kiếm Giao lại nói. Lần này tới. Cha ta để ta mang đến 100 vị cường giả tôn giả cảnh, trong đó tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên có 60 vị. Cha ta nói, lúc đầu hắn cùng với ngươi ước định, ở thời điểm ngươi đạt được càn khôn đồ liền có hiệu lực, đồng thời chỉ cần ngươi không đổi ý, cái ước định kia vĩnh viễn hữu hiệu. Ngươi không phụ ta, ta không phụ người. Dương Diệp nói. Lục Kiếm Giao cười nói. Ta sẽ mang lời này về cho cha ta. Dương Diệp gật đầu, lúc này Thụ Tâm nói. Dương công tử, tất cả thụ nhân của thụ nhân tộc ta đều đã trú đóng. Xung quanh kiếm tông, phương diện công kích của bọn họ có lẽ hơi yếu, thế nhưng phương diện phòng thủ tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng.
Trừ khi có cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ, không thì dù tới 1000 cường giả tôn giả cảnh, chúng ta cũng có thể dễ dàng chống đỡ. Đa tạ, Dương Diệp nói. Thụ Tâm cười nói. Hôm nay thụ nhân tộc ta đã cùng ngươi cột vào một thuyền, lời khách khí sau này không cần nói nữa. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Đinh Thược Dược nói. Đinh cô nương, trong mọi người chúng ta, ngươi am hiểu âm mưu quỷ kế nhất, ngươi nói một chút, chúng ta bây giờ là phòng thủ, hay chủ động xuất kích? Đinh Thược Dược trùng Dương Diệp một cái, sau đó nói. Ta điều tra qua, cường giả tôn giả cảnh của Nguyên Môn không sai biệt lắm có gần hơn 100 vị. Mà Bách Hoa Cung hơi yếu, cộng thêm nguyên khí đại thương, không sai biệt lắm chỉ tới 70 vị, mà Quỷ Tông cũng có khoảng 80 vị, về phần Hạo Nguyệt Tông, chỉ hơn 50 vị. Tổng thể mà nói, số lượng cường giả tôn giả cảnh của bọn họ cao hơn chúng ta, nhưng chúng ta có người và Hoàng Kim Thần Long, đủ để bù đắp chênh lệch này. Ý của ngươi là chúng ta chủ động xuất kích. Dương Diệp nói. Ninh Thược Dược lắc đầu nói. Nguyên bản là như vậy. Thế nhưng hiện tại kế hoạch phải cải biến. Vì sao? Dương Diệp không giải thích được hỏi. Thần sắc của Đinh Thược Dược hơi ngưng trọng nói. Ngươi hẳn có nghe qua đỉnh Hán Đế Quốc có một chi quân đội do cường giả tôn giả cảnh tạo thành A. Dương Diệp nhướng mày nói. La Tuấn phái chi bộ đội này tới. Đinh Thược Dược nói. Không có toàn bộ phái tới, chỉ phái tới 3000 cường giả tôn giả cảnh, trong này tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên có 1000. Hơn nữa mang binh chính là danh tướng của đỉnh Hán Đế Quốc, Triệu Trường Vân, chính là gia hỏa không lâu trước bị toàn bộ đông vực truy bắt. Thực lực bản thân người này chỉ là tôn giả cảnh ngũ phẩm, thế nhưng dụng binh cực kỳ lợi hại, lại có thể điều động quân hồn, cũng chính là điều động sĩ khí một quân đội để thăng thực lực của hắn, đối mặt hắn, thì tương đương với đối mặt một quân đội. Dương Diệp thâm nhìn Đinh Thược Dược, sau đó nói. Đinh cô nương đã biết đỉnh Hán Đế Quốc xuất động chi quân đội này đến. Vậy tại sao còn tới Nam vực giúp ta? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi luôn quý hơn dệt hoa trên gấm, không phải sao? Ninh Thược Dược cười nói. Nhân tình này ta nhớ kỹ. Dương Diệp nói. Ninh Thược Dược cười cười, tiếp tục nói. Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc nhất định sẽ tương trợ chúng ta, thế nhưng đây là đánh tông phái, không phải công thành. Chiếm đất, cho nên tác dụng của đại quân cực kỳ nhỏ bé. Chỉ có cường giả linh giả cảnh cùng tôn giả cảnh đối với chúng ta mới hữu dụng, thế nhưng cho dù cộng thêm tôn giả cảnh của Huyền Thú Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc, so sánh với số lượng của đỉnh Hán Đế Quốc cùng đám người Nguyên Môn, chúng ta còn quá ít. Đây là một vấn đề. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp nhíu mày, hắn cùng với Hoàng Kim Thần Long Diên Thủ, giết chết hơn 10 vị cường giả tôn giả cảnh còn có dòng tin. Thế nhưng đây chẳng qua là giới hạn trong cường giả tôn giả cảnh phổ thông. Mà đỉnh Hán Đế Quốc phái tới những tôn giả cảnh kia tuyệt đối không phải tôn giả cảnh phổ thông, hơn nữa số lượng đối phương còn nhiều như vậy. Còn có một vấn đề. Ninh Thược Dược nói. Chúng ta nói chỉ là cường giả tôn giả cảnh, mọi người khả năng đã quên, trên tôn giả cảnh, còn có hoàng giả cảnh. Cường giả hoàng giả cảnh của đỉnh Hán Đế Quốc cùng đám người Nguyên Môn có thể sẽ không xuất thủ với Dương Diệp. Nhưng nếu bọn hắn muốn ra tay với chúng ta thì sao? Bọn họ không dám. Dương Diệp nói. La Tuấn không dám bốc lên phong hiểm, bởi vì nếu như hắn vận dụng cường giả hoàng giả cảnh, yêu hoàng cùng sư phụ ta nhất định sẽ xuất thủ. Một khi loại cấp bậc cường giả này xuất thủ, vậy thì không phải là tranh đoạt địa bàn, mà là hủy diệt đại lục. Cái này không phải là hắn. Mong muốn. Ninh Thược Dược suy nghĩ một chút, sau đó nói. Là ta sơ sót. Không nghĩ đến điểm này. Mạc gia gia chủ Mạc Tín Ngọc, bái phỏng Kiếm Tông tông chủ. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một thanh âm to rõ. Mạc gia. Dương Diệp nhíu mày. Bái phỏng. Nghe được hai chữ này, khóe miệng Đinh Thược Dược tươi cười. Mặc dù Mạc gia chỉ là một thế gia, thế nhưng thực lực đừng nói Kiếm Tông, coi như Nguyên Môn cũng không sánh bằng. Mà hôm nay, Mạc gia cư nhiên tới bái phỏng Kiếm Tông tông chủ. Ninh Thược Dược minh bạch, nhất định là Mạc gia đã biết Dương Diệp có sự phụ bán thánh. Kiếm Tông tông chủ là ai? Là Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi là ai? Là thê tử của Dương Diệp. Sự trưởng như phụ mẫu, nói cách khác, Tô Thanh Thi tương đương với con dâu của bán thánh. Mạc gia có thể không cho Dương Diệp mặt mũi, cũng có thể không nể mặt Tô Thanh Thi, nhưng tuyệt đối không thể, cũng không dám không nể mặt bán thánh. Trong mắt Tô Thanh Thi tràn đầy nghi hoặc, Mạc gia là gia tộc nào?
Lúc này Hiểu Vũ Tịch ở bên người nàng nói vài câu, nàng nhất thời hiểu rõ ra, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi, nếu người ta khách khí, chúng ta cũng không thể thất lễ. Dương Diệp nói, mọi người ra Thái Thanh Điện, chỉ thấy một trung niên cùng một nữ tử. Nữ tử Dương Diệp nhận thức, đúng là Mạc Khinh Nguyệt. Trung niên tỉ mỉ đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Giống, rất giống, ngươi và mẹ ngươi lớn lên rất giống. Ngươi đã mất rồi. Dương Diệp nói. Trung niên thấp giọng thở dài nói. Ta biết ngươi oán hận Mạc gia, ta cũng không muốn tranh luận cái gì. Hôm nay ta mang đến 350 vị cường giả tôn giả cảnh, trong đó tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên có 100 vị. Chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ muốn nói cho ngươi biết, vô luận như thế nào, trên người ngươi đều có huyết mạch Mạc gia ta, ngươi là người của Mạc gia ta. Dương Diệp cười lạnh nói. Lúc đầu hại tổ mẫu ta bỏ mình, khiến mẫu thân ta trốn chết chính là người của Mạc gia a. Trung niên nói. Nữ nhân lúc đầu hại tổ mẫu cùng cha mẹ ngươi kia, cũng chính là nữ nhân của Mạc gia gia chủ tiền nhiệm, bị hủy bỏ đan điền, vĩnh viễn chân áp ở trong địa lao Mạc gia. Chỉ một người. Dương Diệp nói, trung niên hơi biến sắc, sau đó khổ sở cười, biết cháu ngoại trai quả nhiên như nghe đồn, thủ đoạn độc ác a. Lúc đầu nếu như phụ thân mình cứng rắn hơn, hôm nay cũng không đến mức bị ngoại tôn của mình ép tới tự tay đối phó phu nhân của mình, sẽ không bị lão tổ đứng ra hủy bỏ gia chủ vị. Bán thánh a. Cho dù Mạc gia đầu nhập vào La Tuấn, thế nhưng nếu như bán thánh kia muốn tiêu diệt Mạc gia, còn không phải là chuyện dễ dàng. Mạc gia muốn không bị diệt, biện pháp duy nhất chính là đạt được Dương Diệp tha thứ, chỉ cần đạt được Dương Diệp tha thứ, Mạc gia không chỉ giải trừ nguy cơ, còn có thể được một siêu cấp thiên tài cùng cường giả bán thánh viện trợ, sau đó trở thành trung vực đệ nhất thế gia. Chỉ là hiện tại xem ra, muốn lấy được Dương Diệp tha thứ, tựa hồ không dễ dàng như vậy. Bất quá may mắn, lúc đầu hại chết mẫu thân của muội muội, bức muội muội mình đi không phải mẫu thân ruột của hắn, không thì đừng nói trở thành Mạc gia gia chủ, có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Trung niên trầm ngâm nói, đây đã là cực hạn của Mạc gia lúc này có thể làm được, bởi nói thế nào, nàng cũng là nữ nhân của ông ngoại ngươi, hơn nữa nàng còn là nữ nhi của Tư Đồ gia gia chủ. Nếu chúng ta giết nàng, nhất định sẽ gây nên hai nhà đại chiến. Cho nên, nếu như ngươi muốn nữ nhân kia chết, trừ khi đạt tới hoàng giả cảnh, hoặc là để sư phụ bán thánh của ngươi xuất thủ. Ta sẽ đi Mạc gia một chuyến. Dương Diệp nói, ta không phải người không nói lý, ta sẽ không nhằm vào toàn bộ Mạc gia, nhưng ta không phải một người dễ lừa dối. Người lúc đầu hại tổ mẫu ta, đồng thời hại mẫu thân ta, mặc kệ nàng có thân phận gì, ta nhất định sẽ tự tay giết nàng. Trương Dòng trung niên buông lỏng, chỉ cần Dương Diệp không nhằm vào toàn bộ Mạc gia là tốt rồi. Bởi vì Mạc gia xác thực không chịu nổi lửa giận của một cường giả bán thánh. Cho dù không có bán thánh, lấy thiên phú của Dương Diệp, ngày sau một khi đạt tới hoàng giải cảnh, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, hắn một người giết tên Mạc gia, chỉ sợ Mạc gia cũng sẽ bị hắn làm tàn. Trung niên cười nói. Lão Tổ Tông nói, ngươi là người Mạc gia ta vô phận như thế nào sẽ cùng người đứng chung một chỗ, cho dù phải đối mặt đỉnh Hán đế quốc. Dương Diệp không phải người cổ hủ. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như hại chết tổ mẫu hắn, bức mẫu thân hắn đi là cả Mạc gia, hắn sẽ không chút do dự chém giết một nam một nữ trước mắt. Đúng lúc này, không gian trước mặt Đinh Thược Dược ba động, một lát sau, chân mày của Đinh Thược Dược nhíu lại. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Triệu Trường Vân đi tới Nam Vực, chuyện thứ nhất hắn làm chính là lập tức ngăn đệ tử tứ đại tông môn đến kiếm tông, sau đó tập hợp đệ tử tứ đại tông môn lại. Tiếp theo hắn phái ra tổ chức sát thủ ngũ sát ở Đại Tần Đế Quốc không ngừng ám sát quan lớn của Đại Tần Đế Quốc, giờ khắc này, đại bộ phận khu vực của Đại Tần Đế Quốc đã bắt đầu rối loạn. Khá lắm Triệu Trường Vân, thứ nhất dĩ nhiên sẽ loạn kết minh của chúng ta. Đinh Thược Dược nói, hoàng giả cảnh không thể ra tay, lâu dài xuống, sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Dương Diệp nói, Đinh Thược Dược gật đầu nói, hắn đây là đang bức chúng ta quyết chiến, đáng tiếc. Hắn không nghĩ tới chúng ta cũng muốn cùng hắn quyết chiến. Nếu như trước kia, bên bọn họ chống lại đám người Triệu Trường Vân, căn bản không có phần thắng, thế nhưng hiện tại, có Mạc gia gia nhập, mặc dù ở số lượng cường giả tôn giả cảnh, bọn họ vẫn ở số ít, thế nhưng đừng quên, bọn họ còn có Dương Diệp cùng Hoàng Kim Thần Long. Bất kể là Dương Diệp hay Hoàng Kim Thần Long,
ở trong cùng giai, đó đều thuộc về tồn tại vô địch. Thực sự phải trực tiếp quyết nhất tử chiến sao? Thụ Tâm hỏi. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Ninh Thược Dược nói. Nếu như ta không đoán sai, lần này Triệu Trường Vân tới Nam Vực, mục đích chắc là có thể diệt chúng ta liền diệt, không thể diệt liền tiêu hao thực lực của chúng ta. Hôm nay La Tuấn trở thành đứng đầu Trung Vực, thế nhưng trong đế quốc nhất định sẽ có rung chuyển, tỉ như những hoàng tử kia chắc chắn sẽ không cam tâm, hắn phải xử lý xong nội bộ của đỉnh Hán đế quốc, mới có thể đại quân áp cảnh Nam Vực. Ở giai đoạn này, hắn sẽ không để cho chúng ta sống khá giả, cho nên hắn phái Triệu Trường Vân tới. Chúng ta không chỉ phải thắng, còn phải thắng lớn. Dương Diệp nói. Ninh Thược Dược gật đầu nói. Ngươi nói không sai, chúng ta phải đại thắng, chỉ như vậy, mới có thể khiến những người ở Nam Vực còn không có đứng thành hàng kia khuynh hướng chúng ta. Chỉ cần chúng ta có hy vọng thắng lợi, ta tin tưởng, những người đó sẽ không nguyện ý đi làm chó săn cho La Tuấn, sẽ không ai nguyện ý giao địa bàn của mình ra. Làm sao đại thắng? Hỏi chính là Lục Kiếm Giao. Ninh Thược Dược mỉm cười, nhìn về phía Dương Diệp nói. Bước đầu tiên, chúng ta phải làm là phấn chấn quân tâm. Dương Diệp gật đầu nói. Hiểu. Chấm. Lúc này, tất cả cường giả của Quỷ Tông, Bách Hoa Cung, Hạo Nguyệt Tông đều ở dưới Triệu Trường Vân triệu tập đi tới Nguyên Môn. Triệu Trường Vân rất rõ ràng, nếu giống như Thổ Phỉ đi về phía Kiếm Tông, cường giả nhiều hơn nữa, cũng có thể sẽ chết ở trên tay Dương Diệp. Nếu như không đoàn kết, không có người có thể ngăn cản được Dương Diệp cùng Hoàng Kim Thần Long kia. Triệu tướng quân, hôm nay cường giả tôn giả cảnh của chúng ta sắp tới 5.000, nhiều cường giả như vậy, muốn tiêu diệt Kiếm Tông kia chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Vì sao ngươi chậm chạp không chịu phát binh? Trong đại điện Nguyên Môn, một cường giả Nguyên Môn nhìn Triệu Trường Vân ngồi ở chủ vị nói. Triệu Trường Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua tên Nguyên Môn trưởng lão này nói. Ta biết chư vị không phải quân nhân, không có giác ngộ của quân nhân, thế nhưng ta muốn cảnh cáo chư vị, mọi việc, ta tự có quyết định, các ngươi phải làm, chính là nghe mệnh lệnh của ta, phối hợp ta, mà không phải tới chất vấn ta. Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này bỏ qua, nếu như có lần sau, ta nhất định chảm không thai. Nghe vậy, Nguyên Môn trưởng lão kia cùng các trưởng lão khác tức đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám phát tác, đồng thời trong lòng thì rất không tư vị. Lúc trước, bọn họ tam trưởng lão đệ nhất tông môn của Nam Vực, đều là người khác xem sắc mặt của bọn hắn hành sự, chưa từng giống như bây giờ, cần xem sắc mặt người khác. Hôm nay thế lực của Dương Diệp có những cái nào, biết rõ ràng chưa? Triệu Trường Vân nhìn về phía một nam tử nho nhã hỏi. Nam tử nho nhã gật đầu nói. Hồi bẩm tướng quân, đã điều tra rõ, không tính Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc. Cường giả tôn giả cảnh bên Dương Diệp không quá 800 vị, nếu như cộng thêm Huyền Thú Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc, phải có khoảng 2.000, nếu như lá bài tẩy của hai nước ra hết, sẽ có khoảng 3.000. Bất quá thực lực của bọn họ so với chúng ta kém không chỉ một bậc, như chính diện giao chiến, bọn họ nhất định thua. Ngươi quên Dương Diệp cùng Hoàng Kim Cự Long kia. Triệu Trường Vân lạnh lùng nói. Bất kể là Dương Diệp hay Hoàng Kim Cự Long, không có 50 tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Căn bản không cách nào chống lại. Đặc biệt Dương Diệp kia cả người là đạo khí, ta nghĩ, dù 100 cường giả tôn giả cảnh liên thủ, chỉ sợ cũng không có biện pháp làm gì hắn. Dù như vậy, bên ta cũng có ưu thế tuyệt đối. Nam tử nho nhã nói. Triệu Trường Vân nói. Nếu hai quân giao chiến, Dương Diệp cùng Hoàng Kim Thần Long nhảy vào trong quân ta, chúng ta nên làm sao? Lấy phòng ngự của Dương Diệp cùng Hoàng Kim Thần Long, chúng ta có thể làm gì hắn? Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó Dương Diệp, không thì ngày sau quyết chiến, hắn cùng với Hoàng Kim Thần Long nhất định sẽ cho chúng ta đả kích hủy diệt. Trương Tôn giả cảnh, ngoại trừ Nhân Hoàng cùng An Nam Tĩnh, đương đại sợ rằng đã không có người có thể chống lại hắn. Nam tử nho nhã nói. Sắc mặt của Triệu Trường Vân cũng trầm xuống, nếu như đại quân của đỉnh Hán đế quốc có thể đến, hắn nắm giữ quân hồn, dù không cách nào chiến thắng Dương Diệp. Thế nhưng muốn áp chế Dương Diệp vẫn có thể. Thậm chí nếu như cộng thêm 1.000 cường giả tôn giả cảnh, chặn giết Dương Diệp cũng không phải không thể. Thế nhưng đáng tiếc, ngoại trừ cường giả tôn giả cảnh, lúc này binh sĩ còn lại căn bản không cách nào tới Nam Vực, bởi vì chỉ cường giả tôn giả cảnh mới có thể xé rách không gian. Nếu không dùng huyết sát đại trận. Nam tử nho nhã nói.
Con ngươi của Triệu Trường Vân co rụt lại, tướng lĩnh đi theo Triệu Trường Vân từ trung vực tới sắc mặt cũng kịch biến. Trầm mặc hồi lâu, Triệu Trường Vân nói. Để ta nghĩ một chút. Đỉnh Hán đế quốc, có người dám ra đây đánh một trận không? Đúng lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến một giọng nói. Là Dương Diệp, hắn làm sao dám tới đây? Một ít nguyên môn trưởng lão cả kinh nói. Bầu trời nguyên môn, Dương Diệp đứng ở trên lưng hoàng kim thần long, trong tay chỉ phong kiếm chỉ xéo xuống dưới, thần sắc lãnh đạm. Vô số đệ tử nguyên môn chạy tới trên quảng trường trước nguyên môn đại điện, sau đó nhìn về phía Dương Diệp cùng hoàng kim cự long ở trên hư không. Đó chính là kiếm tông Dương Diệp, kiếm ý thật mạnh, cách xa như vậy, ta cũng có thể bị kiếm ý của hắn ảnh hưởng, lão thiên. Kiếm ý của người này đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Cự long dưới chân hắn chính là hoàng kim thần long trong truyền thuyết. Thật khủng khiếp, so với cổ văn miêu tả còn muốn kinh khủng. Nghe đồn long tộc đều là cao ngạo không gì sánh được, căn bản không để nhân loại vào mắt, sao con thần long này dĩ nhiên cam nguyện trở thành tọa kỵ của Dương Diệp? Lão thiên, lẽ nào kiếm tông lại muốn ra một kiếm tông tố sự sao? Kiếm ý của người này ít nhất là bát trọng, tôn giả cảnh trong nguyên môn ta. Sợ rằng không người có thể đánh với hắn một trận. Ai, hôm nay nếu không có người chiến lui hắn, nguyên môn ta sẽ như bách hoa cung, uy danh hết sạch. Trong đại điện, nghe Dương Diệp ở phía bên ngoài nói, Triệu Trường Vân biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới, Dương Diệp này lại dám đơn thương độc mã khiêu chiến nguyên môn, hắn thực sự cho rằng hắn vô địch sao? Hắn muốn loạn quan tâm ta. Lúc này, nam tử nho nhã kia thấp giọng nói một câu. Một gã trưởng lão nguyên môn cười nói. Người này tới không phải tốt sao? Chúng ta dễ dàng giải quyết hắn. Hắc hắc, ta cũng không tin, Dương Diệp hắn có thể từ trong tay mấy nghìn tôn giả cảnh chạy trốn. Nam tử nho nhã nhìn thoáng qua người trưởng lão kia, sau đó lạnh nhạt nói. Ngươi không nghe được lời của hắn sao? Hắn là tìm chúng ta so đấu, nếu chúng ta phái người quần công hắn, mất mặt là chúng ta. Sẽ làm một ít thế gia của Nam vực cùng Trung vực cho rằng đỉnh Hán đế quốc chúng ta e ngại Dương Diệp. Nếu như mấy nghìn cường giả tôn giả cảnh thật có thể giết hắn, mất mặt một chút cũng không sao, nhưng vấn đề là, chỉ sợ chúng ta phái ra mấy nghìn cường giả tôn giả cảnh, vẫn không cách nào đánh chết hắn. Khi đó, mặt của chúng ta chẳng khác nào bị Dương Diệp hung hăng chà đạp. Làm sao có thể? Người trưởng lão kia nói. Dương Diệp hắn làm sao có thể địch nổi mấy nghìn cường giả tôn giả cảnh liên thủ? Gia Cát quân sư, ngươi không khỏi quá nâng chí khí người khác a. Nam tử nho nhã nhìn thoáng qua trưởng lão kia, không nói gì. Bị không để ý tới, người trưởng lão kia nhất thời chán nản, nhưng không dám chỉ trích đối phương, chỉ có thể hung hăng chừng đối phương một cái. Lẽ nào đỉnh Hán đế quốc cùng nguyên môn đều là loại không chứng sao? Nếu không như vậy đi. Ta cho phép các ngươi lấy hai địch một, như thế nào? Đúng lúc này, thanh âm của Dương Diệp lại xuất hiện ở trong tai mọi người. Khinh người quá đáng. Tên trưởng lão nguyên môn kia giận tím mặt. Nguyên triệt trưởng lão tức giận như vậy, không bằng để nguyên trưởng lão đi gặp Dương Diệp kia. Dương Diệp bất quá là tôn giả cảnh tam phẩm, mà nguyên trưởng lão 10 năm trước đã đạt tới tôn. Giả cảnh cửu phẩm, ấy thực lực của nguyên trưởng lão, muốn diệt sát Dương Diệp, chắc là chuyện dễ dàng. Nam tử nho nhã nhàn nhạt nói. Khóe miệng của nguyên trưởng lão co giật, mặc dù hắn không có giao thủ qua với Dương Diệp, nhưng vẫn nghe qua uy danh của Dương Diệp. Ban đầu Dương Diệp ở Bách Hoa Cung, là liên sát vài tên tôn giả cảnh cửu phẩm A. Hơn nữa trước kia cùng Hoàng Kim Thần Long lại giết một vạn binh sĩ phệ hồn quân đoàn. Để hắn giao thủ với Dương Diệp, trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của Dương Diệp. Thế nhưng lúc này bị nam tử nho nhã kia ngay mặt nói như thế, nếu hắn không đi, chẳng phải tổn hại uy phong của nguyên môn. Nhưng đi, vậy rất có thể liền không về được. Lúc trước Dương Diệp không phải đã nói sao, cho phép chúng ta lấy hai đánh một, đã như vậy, vậy để cho nguyên môn ta phái một người, đỉnh Hán đế quốc cũng phái một người, như thế nào? Lúc này, một gã trưởng lão nguyên môn khác đột nhiên nói. Đúng, Nguyên Triệt vội vàng nói. Dương Diệp khiêu khích không chỉ nguyên môn ta, còn có đỉnh Hán đế quốc, Triệu tướng quân là đại tướng quân của đỉnh Hán đế quốc, thủ hạ cường giả vô số, tùy tiện phải ra một cái không phải có thể giết Dương Diệp sao? Triệu Trường Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên Triệt, những trưởng lão tông môn này thật là thành sự không đủ bại sự có thừa,
nếu như không phải vì đại cục, hắn thật muốn chém đối phương tại chỗ. Mạt tướng nguyện ý đi gặp Dương Diệp kia. Lúc này, một trung niên nam tử mặc khôi giáp đứng dậy. Triệu Trường Vân nhướng mày, sau đó nói. Dương Diệp này, trong cùng giai đã hầu như vô địch, dù hai người các ngươi liên thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, không cần hy sinh vô vị. Vậy cũng không thể tùy ý hắn ở bên ngoài kêu gào a. Nam tử khôi giáp trầm giọng nói. Để ta cùng với Nguyên Triệt trưởng lão đi thử thực lực của hắn một chút, thực không thể thắng, chúng ta đào tẩu là được. Triệu Trường Vân có chút do dự, bởi vì La Tuấn truyền tin cho hắn từng nói qua, cần phải cẩn thận Dương Diệp, có thể tưởng tượng, Dương Diệp kia cường đến trình độ nào, không thì nhân hoàng cũng sẽ không coi trọng đối phương như vậy, bảo hắn phải nghìn vạn lần cẩn thận rồi. Để cho bọn họ thử thực lực của Dương Diệp kia một chút đi. Lúc này, nam tử nho nhã nói. Chúng ta phải biết rõ thực lực của Dương Diệp đến tột cùng mạnh bao nhiêu, như vậy mới có thể biết mình biết người, ở trong đối chiến bố cục. Lấy thực lực của Nguyên Triệt trưởng lão cùng Xích Hổ tướng quân, có thể không địch lại Dương Diệp kia, thế nhưng muốn chạy hẳn không vấn đề. Dù không kịp, người của chúng ta đều ở đây, vẫn có thể xuất thủ cứu giúp. Triệu Trường Vân do dự một chút, sau đó gật đầu nói. Hai vị, nếu như không địch lại, lập tức bỏ chạy, rõ chưa? Tuy La Tuấn bảo hắn nghìn vạn lần phải cẩn thận Dương Diệp, thế nhưng hắn chung quy không rõ ràng thực lực của Dương Diệp, như nam tử nho nhã nói, bọn họ cần rõ ràng thực lực chân chính của Dương Diệp. Nếu như Triệu Trường Vân biết chiến tích của Dương Diệp ở Thánh Giả Di Tích mà nói, chỉ sợ sẽ không để cho hai người đi xuất chiến. Đáng tiếc hắn không biết, bởi vì lúc đầu La Tuấn đã sai người phong tỏa sự tình hắn thua Dương Diệp. Hắn làm nhân hoàng, làm sao để người biết hắn từng thua ở trong tay Dương Diệp? Kia đối với uy vọng của hắn không thể nghi ngờ là một đả kích chí mạng. Cho nên thời điểm hắn căn dặn Triệu Trường Vân, cũng không có nói ra thực lực chân chính của Dương Diệp, chỉ bảo Triệu Trường Vân nghìn vạn lần phải cẩn thận. Nam tử khôi giáp gật đầu, mà trong lòng Nguyên Triệt thì có chút không thèm để ý, hắn thừa nhận hắn một mình đấu không lại Dương Diệp, thế nhưng hai tôn giả cảnh cửu phẩm đối phó một tôn giả cảnh tam phẩm, chẳng lẽ còn không địch lại sao? Dương Diệp kia chỉ là tôn giả cảnh. Cũng không phải hoàng giả cảnh. Huyền giả trung vực tới khó tránh quá nhát gan đi. Hai người ra đại điện, đi tới trên hư không. Dương Diệp, người ăn gan hùm mật gấu, cũng dám tới nguyên môn ta Dương Oai, hôm nay lão phu để người biết chữ chết viết như thế nào. Nguyên Triệt vừa lên liền căm tức nhìn Dương Diệp, khí thế cả người điên cuồng lan ra. Dương Diệp cười lạnh, chỉ phong kiếm trong tay vung lên, một sóng gợn như ẩn như hiện lóe lên, Nguyên Triệt biến sắc. Đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng tốc độ của sóng gợn đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, Nguyên Triệt hoảng hốt, vừa định né tránh, đáng tiếc, ở một sát na này, hắn cảm giác mình bị một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ, khi cổ lực lượng kia tiêu thất, sóng gợn đã không thấy. Nguyên Triệt ngẩn người, sau đó điện cuồng cười to nói, Dương Diệp, cái này là kiếm khí của ngươi. Nguyên lai bất quá như vậy mà thôi, Dương Diệp như liếc ngu ngốc nhìn Nguyên Triệt. Nguyên Triệt còn muốn châm chọc cười nhạo, đột nhiên, tiên huyết tự cổ hắn bắn nhanh ra. Hai mắt Nguyên Triệt, trong đầu lóe lên một ý niệm sau cùng trong đời của hắn, chuyện gì xảy ra. Sau đó đầu nghiêng một cái, rơi xuống trên mặt đất. Toàn trường tĩnh lặng, một cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm, cứ như vậy bị Dương Diệp giết trong nháy mắt. Ngay cả sức đánh trả cũng không có. Dương Diệp hắn là cường giả hoàng giả cảnh sao? Kiếm ý của ngươi. Nam tử khôi giáp kinh hãi nhìn Dương Diệp, vừa muốn nói gì, nhưng một luồng gợn sóng xuyên qua cổ của hắn, làm cho thanh âm của hắn ngừng lại. Một kiếm một gã tôn giả cảnh cửu phẩm. Mọi người kinh sợ nhìn Dương Diệp, một ít đệ tử nguyên môn thực lực yếu thậm chí hai chân bắt đầu run rẩy. Dương Diệp nhàn nhạt quét nhìn mọi người phía dưới, sau đó nói. Quá yếu, đổi hai cái khác lên đi. Bên ngoài đại điện, sắc mặt của Triệu Trường Vân trầm thấp như nước. Tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm bên hông. Ở bên cạnh hắn, sắc mặt của nam tử nho nhã cũng ngưng trọng không gì sánh được, chân mày nhíu chặt. Về phần trưởng lão nguyên môn cùng tôn giả cảnh còn lại thì khuôn mặt kiêng kỵ, như xem quái vật nhìn Dương Diệp. Bọn họ đều rất rõ ràng, Dương Diệp rất mạnh, nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới Dương Diệp đã cường đại đến trình độ này. Trong tôn giả cảnh nam vực, đã không người là đối thủ của hắn. Một lát sau, một gã trưởng lão nguyên môn thấp giọng nói.
chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Một gã tướng quân của đỉnh Hán đế quốc trầm giọng nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Triệu Trường Vân. Trầm mặc một lát, trên mặt Triệu Trường Vân hiện lên vẻ dữ tợn nói. Gia Cát, chuẩn bị huyết sát đại trận. Gia Cát nheo mắt, nhìn Dương Diệp một cái, sau đó thấp giọng thở dài, lui xuống. Triệu Trường Vân nhìn về phía chân trời nói. Mỗi qua một canh giờ, phải một gã tôn giả cảnh tới giao thủ với hắn, cần phải ngăn chặn hắn trong 12 canh giờ. Là phái cường giả tôn giả cảnh của Nguyên Môn hay của đỉnh Hán đế quốc? Lúc này, một gã trưởng lão Nguyên Môn bỗng nhiên nói. Nghe vậy, trưởng lão Nguyên Môn còn lại trong lòng rùng mình, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, phái ai đi người đó chính là chết. Triệu Trường Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua tên trưởng lão Nguyên Môn nói chuyện kia nói. Nếu các ngươi đã đầu nhập vào đỉnh Hán đế quốc ta, như vậy phải hiểu thân phận của mình, nếu không minh bạch, ta không ngại tự mình cho các ngươi minh bạch. Tông môn cấp bậc như Nguyên Môn, ở Đông Vực hắn cũng không biết diệt bao nhiêu. Người có ý tứ gì? Tên trưởng lão kia biến sắc. Ngươi nói hiện tại đỉnh Hán đế quốc ta triệt binh, Nguyên Môn ngươi sẽ như thế nào? Triệu Trường Vân nói. Tên trưởng lão kia sắc mặt trắng nhợt, nếu như hiện tại triệt binh. Chỉ à Dương Diệp cùng Hoàng Kim Cự Long kia giết xuống, cũng đủ Nguyên Môn bọn họ uống một bình. Lùi một bước mà nói, nếu như hiện tại Triệu Trường Vân muốn ra tay với Nguyên Môn lấy cái gì tới đối kháng bọn họ? Một ít trưởng lão Nguyên Môn nghĩ đến điểm này, sắc mặt càng thêm trắng, đồng thời trong lòng càng thêm khó chịu. Cái gì gọi là dẫn sói vào nhà? Hiện tại chính là... chấm. Trên bầu trời, một gã trưởng lão Nguyên Môn xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Kiếm Hoàng, người đã cùng giai vô địch, tới Nguyên Môn ta khiêu chiến đệ tử Nguyên Môn ta, không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Cái này nếu truyền đi, đối với thanh danh của ngươi sẽ bất hảo a. Tên trưởng lão Nguyên Môn này nói chuyện rất hòa khí, không có ý tứ giao thủ với Dương Diệp. Danh tiếng. Dương Diệp cười lạnh nói. Ta xưng kiếm ma, ngươi nói ta có danh tiếng gì? Về phần ỷ lớn hiếp nhỏ, ha ha. Người chỉ ít cũng là tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên a. Ta bất quá tôn giả cảnh tam phẩm, muốn nói ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng là ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ được không? Đừng nói nhảm, động thủ đi. Ngươi, tên trưởng lão Nguyên Môn kia chán nản, còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này Dương Diệp khẽ động, tên trưởng lão kia hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, không quá một hơi thở, cũng đã tiêu thất ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, đối phương liền chạy như vậy. Phía dưới tất cả đệ tử Nguyên Môn cũng ngây ngẩn cả người, trưởng lão tông môn chạy nhanh như vậy. Ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có. Vô số đệ tử Nguyên Môn biệt khuất muốn chết, lúc nào Nguyên Môn mất mặt như vậy. Khi tên trưởng lão Nguyên Môn kia trở lại đại điện, tất cả mọi người lạnh lùng nhìn hắn, tất cả đều là châm chọc, bao quát đại bộ phận người của Nguyên Môn cũng vậy. Dù cho tên trưởng lão này cùng Dương Diệp giao thủ một chiêu hai chiêu lẩn trốn, bọn họ cũng sẽ không như vậy. Dù sao thực lực của Dương Diệp mọi người rõ như ban ngày. Thế nhưng hắn tốt rồi, người ta còn không có chính thức động thủ, hắn liền trực tiếp xoay người chạy, sợ chết sợ đến phân lượng này. Sắc mặt trưởng lão kia cũng đỏ lên, thế nhưng hắn rất nhanh thì khôi phục bình thường nói. Ta biết chư vị khinh thường ta, hừ, nếu như chư vị tự tin có thể nhận Dương Diệp một chiêu, vậy đi thử một chút xem. Mọi người không nói, bởi vì ở đây ngoại trừ số ít mấy người. Không ai tự tin có thể nhận Dương Diệp một chiêu. Nguyên lai Nguyên Môn đều là loại mặt hàng này, đây là Nam Vực đệ nhất đại tông môn. Ha ha, bất quá cũng may, so với người của đỉnh Hán đế quốc thì có cốt khí hơn nhiều, chỉ ít các ngươi còn có người dám đi lên, mà đỉnh Hán đế quốc chỉ biết núp ở phía sau, ngay cả tới cũng không dám tới. Chậc chậc, cái này chính là thủ hạ của nhân hoàng gì kia. Thật buồn cười. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới thanh âm của Dương Diệp. Nghe được Dương Diệp nói, đám người Nguyên Môn mới đầu tức đến sắc mặt tái xanh, thế nhưng nghe xong, nhất thời lại dễ chịu hơn một ít, sau đó cười lạnh nhìn về phía người đỉnh Hán đế quốc. Mẹ nó, tiểu hỗn đản Dương Diệp kia, khinh người quá đáng, để ta đi gặp hắn. Trong đại điện, một mập mạp cầm song chùy hung hăng vì một tiếng khinh miệt, sau đó muốn đi ra ngoài. Trở về. Lúc này Triệu Trường Vân lên tiếng. Mập mạp dừng bước. Xoay người nhìn Triệu Trường Vân nói. Triệu đại ca, Dương Diệp này vũ nhục chúng ta, vũ nhục nhân hoàng, lão phi ta thực nuốt không nổi khẩu khí này,
cùng lắm thì ta cùng hắn đồng quy vu tận. Không được đi. Triệu Trường Vân nhìn người kia, trong thanh âm mang theo vẻ tức giận. Sắc mặt mập mạp giận dữ, nhìn Triệu Trường Vân một lát, cuối cùng thấp giọng thở dài, về tới chỗ của mình. Hắn biết, nếu hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ bị quân pháp xử trí. Thế nhưng khẩu khí này hắn thực sự nuốt không nổi a. Trưởng lão Nguyên Môn đi ra ngoài nghênh chiến. Triệu Trường Vân thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Sắc mặt đám người Nguyên Môn đại biến, từng cái trong nháy mắt tràn đầy lửa giận, Triệu Trường Vân này nói rõ là muốn để cho người của Nguyên Môn bọn họ đi chịu chết. Triệu tướng quân, ngươi là muốn Nguyên Môn ta đi chịu chết sao? Một gã trưởng lão Nguyên Môn cả giận nói. Bành! Triệu Trường Vân vỗ bàn, nhất thời cái bàn hóa thành bột mịn, căm tức nhìn tên trưởng lão Nguyên Môn kia nói. Người của Nguyên Môn, bản tướng quân nói lại một lần, các ngươi phải nhận rõ thân phận của mình, nếu các ngươi đầu phục nhân hoàng, như vậy nên nghe theo mệnh lệnh của đỉnh Hán đế quốc ta. Nếu như lần sau lại dám nghi vấn mệnh lệnh của ta, lão phu lập tức chém ngươi, Nguyên Môn ngươi xem nhân hoàng sẽ vì các ngươi làm chủ hay không? Các trưởng lão Nguyên Môn tức giận đến phổi sắp nổ tung, thế nhưng không ai dám ra. Lập tức phái một người đi ngăn chặn Dương Diệp, chớ ép lão phu cho các ngươi không xuống đài được. Triệu Trường Vân cả giận nói. Đám người Nguyên Môn. Chấm. Lâm Vương Thành. Lâm Vương Thành cách Nguyên Môn chỉ không đến mấy trăm dặm, trong thành nhân khẩu khoảng 500 vạn. Tuy Lâm Vương Thành thuộc về Đại Tần Đế Quốc, thế nhưng trên thực tế, tòa thành thị này là Nguyên Môn khống chế. Mệnh lệnh của Đại Tần Đế Quốc tới nơi này căn bản không dùng được. Lúc này trong Lâm Vương Thành, do 1.000 người tạo thành cường giả che mặt đang ở trong Lâm Vương Thành điên cuồng tàn sát. Nơi 1.000 người này đi qua, tiếng kêu rên dậy đất, không có bất kỳ người nào có thể ngăn chặn, bởi vì 1.000 người này là cường giả tôn giả cảnh. Lực sát thương của một gã cường giả tôn giả cảnh là cực kỳ kinh khủng, càng miễn bàn 1.000 tên. Không quá 5 canh giờ, cả Lâm Vương Thành triệt để trở thành quỷ thành, 5 triệu nhân khẩu bị tàn sát hầu như không còn. Huyết khí tận trời, sát khí tận trời, oán khí tận trời. Một nam tử nho nhã đứng ở trong thành, ở dưới chân của hắn, là từng huyết phân quỷ dị màu đỏ tươi, huyết phân ở dưới chân hắn lan tràn về bốn phía, không được một hồi, cả thành đều tràn ngập loại huyết phân màu đỏ tươi này. Một gã hắc y đi tới trước mặt nam tử nho nhã, ôm quyền nói. Gia Cát quân sư. Mọi người trong thành đều bị giết, không một người sống. Nam tử nho nhã gật đầu nói. Mọi người rút lui khỏi, về Nguyên Môn phối hợp Triệu tướng quân vây khốn Dương Diệp. Vâng. Vô số hắc y nhân xé rách không gian tiêu thất ở trong tâm vương thành. Tay phải của nam tử nho nhã lật lên, một cái khô lâu xuất hiện ở trên tay hắn. Khi cái bạch sắc khô câu này xuất hiện, vô số huyết khí, sát khí trong Lâm Vương Thành điên cuồng tràn tới. Theo huyết khí cùng sát khí không ngừng tràn vào bạch sắc khô dâu, một cố sát ý ngập trời xuất hiện ở trong Lâm Vương Thành. Bạch sắc khô lâu không ngừng xoay tròn, hấp thu huyết khí cùng sát khí trong Lâm Vương Thành, theo sát khí cùng huyết khí cuồn cuộn tràn vào, khô lâu dĩ nhiên dài ra một khớp xương. Tiếp theo, một thanh đại đao màu đỏ chậm rãi xuất hiện ở trong tay bạch sắc khô lâu. Mà toàn bộ huyết khí cùng sát khí trong Lâm Vương Thành chỉ bất quá bị hấp thu một nửa mà thôi. Nhìn bạch sắc khô lâu trước mắt, thân sắc của Gia Cát ngưng trọng, trong tay phải, nắm thật chặt một khối mộc bài. Nếu như không phải vì chu diệt Dương Diệp, hắn cũng không muốn thi triển loại đại trận tổn thương thiên hòa này, triệu hoán sinh vật kinh khủng không nên tồn tại thế gian kia. Bất quá không có biện pháp, hiện nay hoàng giả cảnh không ra, sợ rằng đã không có người có thể ngăn cản Dương Diệp. Dần dần, trong mắt phải khô lâu nổi lên một đóa hỏa diễm màu u lam, mà bạch sắc khô lâu cũng càng thêm quỷ dị. Thần sắc của Gia Cát cũng càng thêm ngưng trọng. Một lúc lâu sau, trong một con mắt khác của bạch sắc khô lâu đột nhiên nổi lên hỏa diễm màu đỏ, khi hỏa diễm này xuất hiện, không gian trước mặt bạch sắc khô lâu trong nháy mắt sụp xuống, lấy bạch sắc khô lâu làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm nháy mắt hóa thành bột mịn. Khô lâu nhân ngẩng đầu nhìn trời. Oanh! Hai đạo huyết quang từ trong hai mắt của khô lâu nhận bắn ra, huyết quang phóng lên cao, bắn thẳng đến chân trời. Giờ khắc này, tất cả cường giả của Nam vực đều rung động. Trong Hoàng cung Đại Tần, Thủy Hoàng đang mở triều hội đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn thoáng qua phương hướng Lâm Vương Thành, sau một khắc liền tiêu thất ở trong đại điện. Quần thần kinh ngạc. Trong Thập Vạn Đại Sơn, Thú Hoàng đang tu luyện sắc mặt đột nhiên biến đổi,
sau đó thân hình khẽ động, tiêu thất ở trong hoàng cung. Lâm Vương Thành, mấy vạn năm, người, thế giới nhân loại, huyết, tiên huyết nồng nặc, linh hồn, thật là nhiều linh hồn. Khô Lâu Nhân nhìn lướt qua bốn phía, trong thanh âm mang theo hàn ý làm người sợ hãi. Thi tổ, ta lấy tiên huyết, sát khí, oán khí của trăm vạn người tỉnh lại ngươi, cần ngươi giúp ta làm một chuyện, nếu như làm thành, ta đại biểu chủ nhân của ta hứa hẹn, ngày sau lấy hàng tỷ tiên huyết cùng sát khí đúc lại thân thể cho ngươi. Nam tử nho nhã nói. Khô Lâu Nhân quay đầu nhìn về phía nam tử nho nhã, hơi trầm ngâm, sau một khắc, một đạo huyết quang bắn thẳng đến nam tử nho nhã. Nam tử nho nhã như sớm có dự liệu, sắc mặt bất biến, linh khí tràn vào mộc bài trong tay. A! À, Khô Lâu Nhân đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, huyết quang trong nháy mắt tiêu thất ở trong không trung. Thi tổ, nếu ta dám tỉnh lại ngươi, tự nhiên có 10 phần nắm chặt đối phó ngươi. Nam tử nho nhã nhàn nhạt nói. Khống hồn bài. Trong thanh âm của Khô Lâu Nhân mang theo vẻ run rẩy cùng khiếp sợ nói. Ngươi! Ngươi là người của Gia Cát Gia. Nam tử nho nhã không trả lời Khô Lâu Nhân, mà chỉ bốn phía nói. Thi tổ, nghe được không? Ở trong thế giới này, khắp nơi đều tràn đầy tiên huyết cùng linh hồn. Nếu như ngươi muốn trọng tố thân thể, thì nên đè xuống tư thái, dù sao lúc này ngươi đã không phải thi tổ năm đó. Nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi có khống hồn bài, có thể coi ta là nô tài chỉ huy, nếu như ta muốn cá chết lưới rách, vẫn có thể chém giết ngươi. Ngươi tin hay không? Đại đao trong tay thi tổ do tiên huyết ngưng kết thành không ngừng xoay tròn. Ta tin. Nam tử nho nhã gật đầu nói. Nhưng tại sao chúng ta phải người chết ta sống chứ? Nếu như chúng ta hợp tác, ta có thể đạt được mục đích của ta, mà người cũng có thể trọng tố thân thể, đây không phải rất tốt sao? Nếu như không phải đụng tới yêu nghiệt như Dương Diệp, hắn căn bản sẽ không tỉnh lại người trước mắt này, bởi vì thật sự quá thương thiên hại vạ ý. Đừng xem hiện tại không có chuyện gì, nhưng lúc này hắn đã nghiệp chướng quấn thân, tương lai nếu như muốn tấn chức hoàng giả cảnh, thiên phạt tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Bất quá chỉ cần La Tuấn có thể thống nhất đại lục, lấy số mệnh nhân hoàng thay hắn cọ rửa nghiệp chướng trên người, hắn có thể giống như người thường tránh thoát thiên phạt. Trầm mặc một át. Giết ai? Khô Lâu Nhân lên tiếng. Trên mặt nam tử nho nhã nở một nụ cười nói. Kiếm hoàng đương đại. Kiếm tông. Thời điểm huyết quang phóng lên tận trời, chúng nữ đang ở Thái Thanh Điện thương nghị biến sắc, bay ra Thái Thanh Điện, nhìn về phía Lâm Vương Thành. Đó là cái gì? Sát khí thật nồng. Tô Thanh Thi hỏi. Ninh Thược Dược trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên biến sắc nói. Không tốt, đám người Triệu Trường Vân nhất định ta không tiếc hết thảy vây giết Dương Diệp có thể gặp nguy hiểm. Nghe vậy, chúng nữ biến sắc. Hiểu Vũ Tịch không chút nghĩ ngợi lao ra Thái Thanh Điện. Bất quá bị Đinh Thược Dược ngăn cản nói. Hắn chỉ có khả năng gặp nguy hiểm mà thôi, lấy thực lực của hắn cùng với Hoàng Kim Thần Long, chỉ cần hoàng giả cảnh không ra, cho dù là 3.000 cường giả tôn giả cảnh liên thủ cũng không có khả năng giết được bọn họ. Người đơn độc đi, sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Lẽ nào chúng ta cái gì cũng không làm sao? Hiểu Vũ Tịch nói. Đinh Thược Dược lắc đầu nói. Đương nhiên không. Lập tức triệu tập tất cả cường giả tôn giả cảnh cấu thành một chi đội ngũ đi nguyên môn. Mọi người cả kinh, Lục Kiếm Giao nói. Hiện tại chúng ta cùng Đình Hán Đế Quốc quyết chiến. Ninh Thược Dược nói. Không có biện pháp, tuy ta không biết bọn họ đang dở trò quỷ gì, thế nhưng lấy tính cách của Triệu Trường Vân, nếu hắn xuất thủ, vậy đại biểu hắn khẳng định có nắm chắc đối phó Dương Diệp. Nếu biện pháp của Triệu Trường Vân không làm gì được Dương Diệp, vậy cho dù quyết chiến, chúng ta cũng có nắm chắc phần thắng, thế nhưng nếu Dương Diệp bị bọn họ đánh chết, hoặc trọng thương, chúng ta bố cục hết thảy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên chúng ta phải đi. Chúng nữ không có dị nghị. Rất nhanh, hơn 1.000 cường giả tôn giả cảnh mạnh mẽ xé rách không gian, chạy về phía nguyên môn. Cùng lúc đó, Đại Tần Đế Quốc cũng có hơn 300 cường giả tôn giả cảnh chạy về phía nguyên môn, Huyền Thú Đế Quốc cũng có hơn 300 huyền thú tôn cấp chạy về phía nguyên môn. Mà Bách Hoa Cung, Quỷ Tông còn có Hạo Nguyệt Tông cũng không tỏ ra yếu kém, cường giả tông môn ra hết, toàn bộ tiến đến nguyên môn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người Nam Vực đều nhìn về phía nguyên môn. Nguyên môn. Suy. Dương Diệp vung tay lên, một đạo kiếm khí xẹt qua giữa sân, một gã trưởng lão nguyên môn đầu bay ra ngoài. Dương Diệp lạnh lùng cười,
Đan Đê Dê chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, chỗ đó một đạo huyết quang cắm thẳng vào tận trời, dường như muốn chọc ra một lỗ thủng. Trong tâm Dương Diệp dâng lên một cảm giác nguy hiểm, quét nhìn phía dưới, không khỏi rùng mình, giờ khắc này, hắn mới hiểu được trước kia vì sao cuồn cuộn không ngừng có người của Nguyên Môn đi tìm cái chết, đối phương là muốn ngăn chặn hắn. Nghĩ vậy, Dương Diệp không do dự nữa, tâm niệm vừa động, Hoàng Kim Thần Long gầm lên giận dữ, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, 2000 cường giả mặc khôi giáp xuất hiện ở chung quanh hắn. Tất cả đều là cường giả tôn giả cảnh. Dương Diệp hơi biến sắc, thầm nghĩ quả nhiên, những người này là muốn ngăn chặn mình, đạo huyết quang kia nhất định là những người này tìm cách cái gì nhằm vào mình. Dương Diệp, bây giờ ngươi còn muốn chạy, đã chậm. Đúng lúc này, Triệu Trường Vân cùng đoàn người xuất hiện ở không trung nói. Dương Diệp, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi hết lần này tới lần khác muốn xông. Dù cho ngươi yêu nghiệt, hôm nay nơi đây, chính là nơi mai táng của ngươi. Chỉ bằng các ngươi. Dương Diệp cười lạnh nói. 2000 cường giả tôn giả cảnh. Ha ha, nếu như ta muốn chạy, tại tới 1000 cũng có thể làm khó dễ được ta. Không hổ là kiếm hoàng, cho dù đối mặt 2000 cường giả tôn giả cảnh cũng có thể thong dong bình tĩnh như vậy. Triệu Trường Vân cười nói. Ta cũng biết chúng ta không cản được ngươi, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một đối thủ. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này. Một mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời Nguyên Môn, tiếp theo, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, mây trắng trên bầu trời dĩ nhiên biến thành đỏ như máu. Đúng lúc này, một huyết ảnh từ chân trời nhanh như tia chớp đánh úp về phía Dương Diệp, sắc mặt của Dương Diệp kịch biến, mới vừa muốn động thủ, đạo huyết ảnh kia tốc độ đột nhiên bạo tăng, lấy tốc độ hắn căn bản không cách nào tránh né đánh vào trước ngực của hắn. Bành! Dương Diệp bay ra ngoài. Đụng vào trong núi lớn sau Nguyên Môn Đại Điện. Oanh! Hơn nửa núi lớn sụp xuống. Mọi người hoảng hốt. Giống. Hoàng Kim Thần Long gầm tên giận dữ, mà lúc này, một khô lâu nhân xuất hiện ở trên lưng của Hoàng Kim Thần Long. Đây là đương đại kiếm hoàng. Thật yếu a. Khô lâu nhân nói. Bành! Hoàng Kim Thần Long kêu rên, long lân trong nháy mắt dạn nứt ra, sau đó rớt xuống. Oanh! Hoàng Kim Thần Long đập ra một cái vực sâu, không một tiếng động. Mọi người. Thân thể bán thánh, một. Cường giả hoàng giả cảnh. Trên đám mây, trong mắt Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng sát ý thoáng hiện, hai tay chậm rãi chặt nắm lại, thế nhưng rất nhanh, nắm tay hai người lỏng ra, bởi vì khô lâu nhân phía dưới không phải cường giả hoàng giả cảnh. Quái vật này đến tột cùng là cái gì? Sắc mặt của Thú Hoàng ngưng trọng nói. Thủy Hoàng lắc đầu nói. Chưa từng thấy qua, cũng không nghe qua. Không biết Dương Diệp có thể đối phó được không? Thú Hoàng lần đầu có chút không tự tin với Dương Diệp. Bởi vì tuy khô lâu nhân kia không phải cường giả hoàng giả cảnh, thế nhưng thật quá ủy dị. Xem một chút đi. Thủy Hoàng nói. Phía dưới, khô lâu nhân nhìn về phía nam tử nho nhã nói. Đây là người ngươi muốn ta giết. Đương đại kiếm hoàng, thật là quá yếu. Được rồi, người ta đã giết. Cho ta tiên huyết cùng linh hồn. Đúng lúc này, khô lâu nhân đột nhiên nhìn về phía phương hướng lúc trước Dương Diệp bị đánh bay nói. Có chút ý tứ. Mọi người theo ánh mắt của khô lâu nhìn sang, chỉ thấy Dương Diệp chậm rãi bay về phía khô lâu nhân, mọi người phát hiện, Dương Diệp cư nhiên một chút việc cũng không có. Suy. Khô lâu nhân vung tay lên, một đạo huyết quang xẹt qua chân trời, bắn thẳng đến Dương Diệp. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Chỉ phong kiếm trong tay chạm xuống, một đạo kiếm khí cùng huyết quang kia đụng vào nhau. Oanh! Huyết quang cùng kiếm khí ầm ầm nổ tung, vô số tơ máu cùng kiếm khí bắn nhanh, nhất thời, phía dưới một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì phàm là bị tơ máu cùng kiếm khí đánh trúng, thân thể trực tiếp nổ ra, cho dù là một ít cường giả tôn giả cảnh cũng như vậy, đối mặt tơ máu cùng kiếm khí, bọn họ căn bản không có chút sức chống cự nào. Thân sắc của Dương Diệp ngưng trọng. Bởi vì trong đạo kiếm khí kia, là bao hàm kiếm ý thập trọng hoàn mỹ. Nhưng kiếm khí như vậy, cư nhiên cũng không thể chiếm được tiện nghi. Khô lâu này đến tột cùng là quái vật gì? Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng phun trào, hắn. Phải chăm chú, không thì rất có khả năng lật thuyền trong mương. Kiếm ý hoàn mỹ. Trong thanh âm của khô lâu nhân mang theo một tia kinh ngạc, sau đó nói. Không tệ,
còn tuổi nhỏ liền đạt được kiếm ý hoàn mỹ, coi như ở thời đại viễn cổ, người cũng coi như yêu nghiệt trong nhân tộc. Hiện tại ta đã biết rõ tại sao Gia Cát muốn tỉnh dạy ta, bởi vì dưới hoàng giả cảnh, sợ rằng thực sự không người có thể giết ngươi. Ngươi là cường giả hoàng giả cảnh. Dương Diệp nói. Khô Lâu Nhân nói. Ta không phải hoàng giả cảnh. Ngươi không phải hoàng giả cảnh vậy ngươi kiêu ngạo cái gì? Dương Diệp cắt đứt Khô Lâu Nhân nói, khi hắn nói xong một chữ cuối cùng, tốc độ tăng nhanh, đã đi tới trước mặt của Khô Lâu Nhân, sau đó chỉ phong kiếm đâm vào trước ngực Khô Lâu Nhân. Đang! Một thanh âm kim thiết giao kích vang lên. Con người của Dương Diệp co rụt lại, bởi vì chỉ phong kiếm trong tay hắn dĩ nhiên cong queo. Không do dự, thân hình Dương Diệp lóe lên, xuất hiện ở hơn trăm trượng, nhìn Khô Lâu Nhân, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa có. Chỉ phong kiếm trong tay hắn tà đạo khí, mặc dù chỉ là hậu thiên đạo khí, nhưng đó cũng tà đạo khí. Đạo khí này lại không cứng rắn bằng đống bạch cốt kia. Lúc này, Khô Lâu Nhân kia nói. Tuy ta không phải hoàng giả cảnh, nhưng cơ thể của ta tương đương với thân thể bán thánh, đừng nói ngươi chỉ là một tôn giả cảnh, coi như là hoàng giả cảnh cũng không thể tùy tiện phá phòng ngự của ta. Được rồi, bản tổ không muốn cùng ngươi nhiều lời, chết đi cho bản tổ. Dứt lời. Hai đạo hỏa diễm từ trong mắt Khô Lâu Nhân xì ra, hai đạo hỏa diễm đón gió tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành hai hỏa long nuốt Dương Diệp vào. Khô Lâu Nhân nói, hỏa của ta, là thiên ngoại kỳ hỏa, dù kiếm ý của ngươi viên mãn, cũng phải chết. Đột nhiên, thanh âm hắn ngừng lại. Bởi vì hai cự long của hắn đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ, trong thanh âm mang theo thống khổ, sau đó Dương Diệp từ trong hỏa diễm tạo thành cự long vọt ra. Ở trên người Dương Diệp. Là một hỏa y phảng phất như do hỏa diễm tạo thành. Hỏa long nhìn thấy hỏa y này, không ngừng giống giận, nhưng không dám tới gần Dương Diệp. U Minh quỷ hỏa. Hai hỏa long do hỏa diễm hóa thành bay trở về trong mắt Khô Lâu Nhân nói. Thật có chút xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi có U Minh quỷ hỏa. Bất quá hôm nay dù ngươi có phần thiên hỏa viêm trong truyền thuyết cũng không có tác dụng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong. Huyết nhận trong tay Khô Lâu Nhân vung lên, một đạo đao khí gần nghìn trượng che khuất bầu trời, chém về phía Dương Diệp. Thời điểm đạo đao khí này xuất hiện, phía dưới rất nhiều đệ tử Nguyên Môn cùng binh sĩ đỉnh Hán Đế quốc bị đao khí kia xông ngất. Toàn bộ Nguyên Môn đều bị mùi máu tươi bao phủ. Vô số huyền giả vội vàng bỏ chạy. Dương Diệp đang chuẩn bị thi triển kiếm vực, đột nhiên huyết sát châu chậm rãi xuất hiện ở mi tâm của hắn. Sau khi huyết sát châu xuất hiện, một cổ hồng quang bao phủ Dương Diệp, sau đó vòng xoáy màu đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đao khí của Khô Lâu Nhân chui vào trong vòng xoáy, sau đó toàn bộ mái tóc của Dương Diệp trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, hai mắt của hắn cũng màu đỏ. Cũng may Dương Diệp vội vã thi triển kiếm ý, trấn áp khí tức máu tanh xuống, không thì hắn có khả năng bị khí tức huyết tinh biến thành ngu ngốc hoặc bạo thể mà chết. Ngươi, làm sao có thể? Trong thanh âm của Khô Lâu Nhân mang theo khiếp sợ cùng không giải thích được. Biết ta còn có biệt hiệu gì không? Kêu kiếm ma, nhân ma, ta cũng là ma, hiểu chưa? Nói xong một câu cuối cùng, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của Khô Lâu Nhân, chỉ phong kiếm quét ngang cổ họng của Khô Lâu Nhân. Đang, một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng chỉ phong kiếm không có lưu lại chút vết tích nào. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đang muốn lui, mà lúc này... Khô Lâu Nhân một quyền đánh vào ngực hắn, Dương Diệp lại lần nữa té bay ra ngoài. Bất quá chỉ bay ngược ra trăm trượng, Dương Diệp đã ngừng lại. Nếu như An Nam Tĩnh ở đây thì tốt rồi, liệt thiên của nàng khẳng định có thể chấn vỡ đống xương cốt kia. Nhìn Khô Lâu Nhân kia, Dương Diệp thầm nói. Khô Lâu Nhân nói, ngươi thật để cho bản tổ ngoài ý muốn, không nghĩ tới thân thể của ngươi dĩ nhiên cũng cường hãn như vậy, tuy không bằng ta. Thế nhưng sợ rằng có thể so được một ít cường giả hoàng giả cảnh trải qua thiên lôi luyện thể. Được rồi, không nhiều lời nữa, lão tổ ta còn muốn đi hút tiên huyết cùng linh hồn, cho nên ngươi đi chết đi. Khô Lâu Nhân bước về phía trước một bước, không gian nháy mắt sụp xuống, huyết nhận nhắm thẳng vào Dương Diệp, trong sát na, huyết nhận phảng phất như sống lại, ở mũi đao, dĩ nhiên nổi lên một cái khô lâu quỷ dị. Sau một khắc, huyết nhận hưu một tiếng bắn ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp hơi biến sắc, chỉ phong kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bắn ra, nhưng kiếm khí ẩn chứa thập trọng kiếm ý cũng trong nháy mắt bị Khô Lâu đụng tán. Con người của Dương Diệp co rụt lại,
chân phải đạp mạnh hư không, thi triển ra kiếm vực, nhất thời Khô Lâu ngừng lại. Dương Diệp nắm chặt tay quát. Giết! Mấy đạo kiếm quang ở trong kiếm vực không ngừng di động. Giống! Trong kiếm vực, truyền đến tiếng kêu rên của đầu lâu. Kiếm vực, người dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm vực. Xa xa, trong thanh âm của Khô Lâu nhân xuất hiện kinh khủng nói. Làm sao có thể, người bất quá hơn 20 tuổi, làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm vực, làm sao có thể. Oanh! Trong kiếm vực, Khô Lâu ở dưới kiếm quang rảo sát ầm ầm nổ ra. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng rốt cục thở dài một hơi, có kiếm vực bảo hộ, Dương Diệp tương đương với đứng ở thế bất bại. Đối với bọn họ mà nói, lúc này Dương Diệp trọng yếu không gì sánh được, bởi vì hắn là người duy nhất có thể làm cho cường giả hoàng giả cảnh của Trung vực không thể ra tay với Nam vực, cũng là người duy nhất có thể chống lại La Tuấn. Nếu như Dương Diệp chết, hoặc bại, vậy đối với Nam vực mà nói, không thể nghi ngờ gà một tai nạn. Bên kia, đám người Nguyên Thiên thì sắc mặt không ngừng co quắp, đặc biệt là Thiên Hoa Cốt, lúc này sắc mặt của nàng miễn bản có bao nhiêu khó coi. Kiếm vực, Lão Thiên, đây chính là kiếm vực A. Hắn phải chết, phải chết. Hai tay Nguyên Thiên nắm chặt, trầm giọng nói. Dương Diệp bất tử, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai tuyệt đối trở thành loại nhân vật như Kiếm Tông Tổ Sư, khi đó, muốn tiêu diệt Nguyên Môn, chẳng phải là chuyện trong nháy mắt. Hiện tại hắn không chết, sau này sẽ là chúng ta chết. Trong mắt Quỷ Tông Quỷ Vương không che giấu sát ý chút nào. Hắn có sư phụ bán thánh, ai giết hắn người đó chết. Hạo Nguyệt Tông Tông chủ Cuồng Nguyệt nói. Mọi người trầm mặc. Một lát sau, Thiên Hoa Cốt nói. La Tuấn so với chúng ta còn muốn hắn chết. Phía dưới, Triệu Trường Vân cùng Nam Tử Nho Nhã nhìn thấy Dương Diệp thi triển kiếm vực, sắc mặt của hai người không còn thong dong thản nhiên, có, chỉ là khiếp sợ. Kiếm vực A, chỉ Kiếm Tông Tổ Sư trong truyền thuyết lĩnh ngộ qua, mà Dương Diệp này dĩ nhiên lĩnh ngộ, Lão Thiên, cho dù là Kiếm Tông Tổ Sư năm đó, cũng sắp tới 100 tuổi mới lĩnh ngộ được. Dương Diệp hắn mới bao nhiêu tuổi? Kiếm Tông Tổ Sư so với hắn, cũng có thể nói là cặn bã A. Mọi người nghe lệnh, toàn lực tru diệt Dương Diệp. Đúng lúc này, thanh âm của Triệu Trường Vân đột nhiên vang vọng. Hơn 3.000 cường giả tôn giả cảnh thân hình khẽ động, bay lên bầu trời. Đúng lúc này, Khô Lâu nhân kia cũng nắm huyết nhận nhắm về phía các cường giả tôn giả cảnh quét ngang. Một đạo huyết quang bắn ra, vô số cường giả tôn giả cảnh sắc mặt đại biến, vội vã liên thủ thi triển ra lồng giam không gian, ngăn cản đạo huyết quang kia. Ai cũng không được nhúng tay, hôm nay lão tử muốn tự tay giết hắn. Thanh âm hắn như hồng trung vang vọng. Triệu Trường Vân biến sắc, nhìn về phía Gia Cát. Gia Cát nói, nghe hắn, dầu gì cũng là cường giả thánh giả cảnh, mặc dù bây giờ ngay cả hoàng giả cảnh cũng không phải, nhưng cũng không đến nổi ngay cả một tôn giả cảnh cũng giết không được. Triệu Trường Vân gật đầu. Mạt Nhật chi thủ. Đúng lúc này, giữa sân vang lên tiếng giống giận dữ của thi tổ. Một bàn tay lớn cỡ nghìn trượng xuất hiện ở trên bầu trời Nguyên Môn, khi bàn tay khổng lồ này xuất hiện, uy áp cường đại trực tiếp chấn Nguyên Môn đại điện thành bột mịn. Mọi người thối lui nghìn trượng, không, thối lui ra ngoài 10 dặm. Trên bầu trời Nguyên Môn, truyền đến thanh âm hoảng sợ của Triệu Trường Vân. Khi bàn tay khổng lồ này xuất hiện, Nguyên Thiên biến sắc, vung tay phải lên, phía dưới một ít đệ tử Nguyên Môn nhất thời bị hắn chuyển rời đến hơn 10 dặm. Thế nhưng một ít chưa kịp rời đi, tại chỗ bị bàn tay khổng lồ phát ra khí tức kinh khủng chấn hồn phi phách tán. Đây là đạo kỹ trong truyền thuyết. Trên mây, thần sắc của Thủy Hoàng ngưng trọng không gì sánh được, trầm giọng nói. Thú Hoàng nheo mắt, trong mắt có vẻ khiếp sợ, bởi vì cho dù là hắn cũng chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua đạo kỹ. Chuẩn xác mà nói là đạo kỹ chỉ ở thời đại viễn cổ, hiện tại toàn bộ đại lục hầu như đã không. Có. Người này đến tột cùng có lai lịch gì? Vì sao hắn có đạo kỹ? Thủy Hoàng nắm thật chặt song quyền, trầm giọng nói. Thú Hoàng lắc đầu, sau đó nói. Dương Diệp có thể ngăn cản được sao? Làm tốt chuẩn bị xuất thủ cứu giúp đi. Thủy Hoàng nói. Thú Hoàng nhìn thoáng qua Thủy Hoàng, sau đó gật đầu. Chấm. Nhân loại, chưa thấy qua đạo kỹ trong truyền thuyết A, ha ha. Trong thanh âm của Khô Lâu nhân tràn đầy mùi vị đắc ý. Đạo kỹ. Dương Diệp hít sâu một hơi, tay khẽ động, cổ sao xuất hiện ở trong tay, sau đó cắm chỉ phong kiếm vào trong cổ sao. Thành thật mà nói,
hắn thực sự không muốn sử dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, bởi vì dùng một lần, liền đại biểu phải hư hao một thanh đạo khí. Thuấn không kiếm hư hao, đã khiến hắn đau lòng không thôi, hắn không muốn Chỉ Phong kiếm cũng bị hư hao, thế nhưng không có biện pháp, không dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, sợ rằng không đỡ được bàn tay khổng lồ kia. Dương Diệp không do dự nữa, tay phải vung lên. Chanh! Một đạo kiếm minh vang vọng toàn bộ Nam Vực. Thiên địa biến sắc. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Dương Diệp sử dụng lực lượng toàn thân, sau đó bổ xuống, một đạo kiếm quang phóng lên cao, đâm thẳng bàn tay khổng lồ kia. Mà Chỉ Phong kiếm trong tay hắn cũng oanh một tiếng thành vô số mảnh nhỏ. Oanh! Bàn tay khổng lồ cùng kiếm khí chạm vào nhau, tựa như tinh cầu bạo tạc, thiên địa run lên, vô số đạo khí lưu màu đen và kiếm khí điên cuồng kích xạ, tựa như ngày tận thế đã tới. Vẻ mặt đám người Triệu Trường Vân kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp này dĩ nhiên cường đến loại trình độ này, ngay cả đạo kỹ trong truyền thuyết cũng không thể giết hắn. Hắn thực sự chỉ chừng 20 tuổi. Hắn thật không phải cường giả hoàng giả cảnh. Hai luồng hỏa diễm trong mắt Khô Lâu Nhân không ngừng bạo động nói. Làm sao có thể, ngươi, kiếm kỹ này của ngươi là cái gì, dĩ nhiên không kém đạo kỹ của ta. Thiên địa nhất kiếm. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp, sau đó một thanh cự kiếm do thiên địa linh vật tạo thành xẹt qua không gian, đánh vào ngực Khô Lâu Nhân. Trong chiến đấu, hắn không có thói quen thảo luận với đối thủ. Oanh! Hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ Khô Lâu Nhân, vô số điện lưu tử sắc không ngừng công kích tới. Bành! Lúc này, Hoàng Kim Cự Long nguyên bản rơi vào lòng đất vọt ra, xoay quanh ở bên người Dương Diệp. Nhìn Hoàng Kim Cự Long bị thương, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, vung tay phải lên, thu Hoàng Kim Cự Long vào vòng khí xoáy. Hoàng Kim Cự Long này với hắn mà nói, là một đại trợ lực, không thể có ngoài ý muốn. Oanh! Một tia máu từ trong biển lửa phóng lên cao, tam đại thiên địa linh vật nhất thời bị đánh văng ra. Trong mắt của mọi người, Khô Lâu Nhân dẫn theo huyết nhận chậm rãi đi ra nói. Thân thể bản tổ tương đương với thân thể cường giả bán thánh, há là con kiến hôi như ngươi có thể phá hủy. Thật là làm người nhức đầu a. Dương Diệp chân phải đạp hư không, thân hình kích xạ ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt của Khô Lâu Nhân, một quyền đánh vào đầu hắn. Bành! Khô Lâu Nhân bay ra ngoài, ngay lúc này, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt đối phương, sau đó một cước đá về phía cổ họng của Khô Lâu Nhân. Khô Lâu Nhân vừa định đón đỡ, nhưng lúc này, một dây thừng kim sắc từ trong tay Dương Diệp bay ra, trong nháy mắt trói hắn lại, tiếp theo. Bành bành bành. Không trung, Dương Diệp quyền cước như mưa rơi vào trên người Khô Lâu Nhân. Nhìn Khô Lâu Nhân bị Dương Diệp làm bao cát đánh, sắc mặt của Triệu Trường Vân cùng nam tử nho nhã khó coi tới cực điểm. Đây là viễn cổ thi tổ mà người nói. Đây là tồn tại ở viễn cổ có thể hủy thiên diệt địa mà người nói. Gia Cát tiên sinh, người đừng đùa ta có được không? Sắc mặt của Triệu Trường Vân âm trầm nói. Nam tử nho nhã lắc đầu nói. Không phải nó quá yếu, mà là Dương Diệp quá mạnh mẽ. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền xa xa đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, người này phải chết. Không thì tương lai hắn tuyệt đối còn kinh khủng hơn kiếm tông tổ sư. Có hắn tồn tại, nhân hoàng đừng nghĩ nhất thống toàn bộ đại lục. Nếu như người này đi có thể giúp nhân hoàng, thống nhất toàn bộ đại lục, căn bản không phải việc khó gì, đáng tiếc. Triệu Trường Vân lắc đầu nói. Bảo người của chúng ta chuẩn bị, đợi phối hợp với thi tổ, nhất cử giết chết Dương Diệp. Nam tử nho nhã nói. Triệu Trường Vân gật đầu, bởi vì lúc này, ai cũng có thể thấy được. Khô Lâu Nhân kia căn bản đừng nghĩ giết chết được Dương Diệp. Oanh! Dương Diệp một cước đá vào trên mặt Khô Lâu Nhân, nhất thời rơi vào lòng đất. Lúc này đây, Dương Diệp không có truy kích, bởi vì hắn phát hiện, một chút ý nghĩa cũng không có. Lúc này hai tay hắn sưng đỏ, hai chân cũng có chút phù thủng, hắn chân chính tin đối phương có thân thể bán thánh rồi. Nếu như còn có đạo khí, dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có thể khả năng giết chết đối phương. Thế nhưng hiện tại trên người hắn đã không có trường kiếm đạo khí, căn bản không cách nào thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lấy cái gì diệt quái vật kia? Dương Diệp có chút đau đầu. Bành! Đúng lúc này, trong vực sâu truyền đến tiếng nổ, Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện Phước Tiên Thằng bị hủy. Thua thiệt lớn! Sắc mặt của Dương Diệp âm trầm xuống, cùng quái vật này đánh, làm cho hắn bồi hai kiện đạo khí, lòng hắn đang rỉ máu. Oanh!
Khô Lâu Nhân phóng lên cao, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nói. Con kiến hôi, ngươi cũng dám nhục ta như vậy, ta muốn uống máu của ngươi, hút tủy của ngươi, gặm cốt của ngươi, thu hồn của ngươi. Đúng lúc này, 3.000 cường giả tôn giả cảnh xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, bao vây Khô Lâu Nhân cùng Dương Diệp lại. Dương Diệp hơi biến sắc, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào thần toa trên chân, chuẩn bị tùy thời chạy ra. Cút ngay! Khô Lâu Nhân gầm lên giận dữ, đang chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, nam tử nho nhã phía dưới đột nhiên lấy ra một khối mộc bài, sau đó huyền khí tràn vào trong đó, Khô Lâu Nhân nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó ánh mắt nhìn về phía nam tử nho nhã. Cùng bọn chúng giết Dương Diệp, bằng không người cứ tiếp tục đi ngủ say a. Nam tử nho nhã nói. Khô Lâu Nhân nắm huyết nhận thật chặt, do dự một hồi, sau đó phát ra một tiếng kêu lạ, nâng đao bổ về phía Dương Diệp. 3.000 cường giả tôn giả cảnh khác cũng công kích về phía Dương Diệp. Trên bầu trời, sắc mặt đám người Thủy Hoàng đại biến. Dương Diệp cũng biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, không gian chung quanh hắn đều bị đọng lại, hắn căn bản không chỗ trốn. Hưu! Đúng lúc này, một đạo tử quang đột nhiên xẹt qua, sau đó mộc bài trên tay nam tử nho nhã đã không thấy tăm hơi. Khô Lâu Nhân dừng lại, nam tử nho nhã ngây dại. Triệu Trường Vân cũng ngây dại, Dương Diệp thì nở nụ cười. Một con tử điêu xuất hiện ở trên vai Dương Diệp, trong tiểu trảo của nó, có một khối mộc bài nho nhỏ, đúng là cái trong tay nam tử nho nhã lúc trước. Cùng lúc đó, thời điểm tử điêu xuất hiện ở trên vai Dương Diệp, những hàng rào không gian ở chung quanh Dương Diệp cũng trong nháy mắt bị phá. Tử điêu nhìn Dương Diệp, sau đó đầu nhỏ không ngừng cọ cọ gò má của Dương Diệp. Dương Diệp ôm tử điêu ở trong ngực. Sau đó hôn trán tử điêu một cái, trên khuôn mặt tròn vo của tử điêu nhất thời hiện ra vẻ ửng đỏ. Dương Diệp vui sướng, sau đó lại hôn trán nó một cái, cười nói. Thế nào, tử điêu, ngươi còn xấu hổ? Gì, không phải nói người tiếp thu truyền thừa xong có thể hóa thành hình người sao? Lẽ nào người còn không có tiếp thu truyền thừa? Tử điêu nổi giận chừng Dương Diệp một cái, sau đó đưa mộc bài cho Dương Diệp, sau đó hai tiểu trảo cho khuôn mặt nhỏ nhắn. Trốn đến trên đầu Dương Diệp. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, không đùa tử điêu nữa, nắm mộc bài trong tay, Dương Diệp học nam tử nho nhã trước kia, một luồng huyền khí thẩm thấu vào trong đó. A, à, lúc này, Khô Lâu Nhân đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ai nha, ngươi sao vậy? Dương Diệp khoa trương nhìn về phía Khô Lâu Nhân nói. Ngươi thật giống như rất thống khổ a. À. Nói xong, lại truyền vào mộc bài một luồng huyền khí. A, à, Khô Lâu Nhân ở trên không trung không ngừng lăn lộn, giận dữ hét. Dừng tay, nhân loại dừng tay, không thì bản tổ cùng ngươi đồng quy vô tận. Ngươi còn uy hiếp ta, đi thử một chút, nhìn ngươi có thể cùng ta đồng quy vô tận hay không. Dương Diệp nói, lại truyền vào mộc bài vài tia huyền khí, Khô Lâu Nhân nhất thời thống khổ không ngừng chu lên. Giết hắn, giết hắn. Đúng lúc này. Phía dưới truyền đến thanh âm lo lắng của nam tử nho nhã. Nghĩ đến thì tổ bị Dương Diệp khống chế, sắc mặt nam tử nho nhã ảm đạm, loại tình huống đó, đối với bọn họ không thể nghi ngờ là một tai nạn hủy diệt. Lồng giam không gian, không trung vang lên thanh âm của 3.000 cường giả tôn giả cảnh, từng hàng rào không gian tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp. Nhưng lúc này, tử điêu vung tiểu trảo lên, những hàng rào không gian. Chung quanh Dương Diệp trong nháy mắt vặn vẹo, một lát sau, oanh một tiếng, trong nháy mắt tiêu tán. Sắc mặt đám người Triệu Trường Vân đại biến. Dương Diệp nhìn thoáng qua tử điêu đắc ý lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiểu trảo vuốt vuốt lỗ tai của Dương Diệp, tựa hồ muốn nói, ta lợi hại không? Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Khô Lâu Nhân nói. Hiện tại, giúp ta giết những tôn giả cảnh này, đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt. Bất quá ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, không thì ta cho người sống không bằng chết. Còn nữa, cũng đừng uy hiếp ta, trừ khi người đạt được bán thánh chân chính hoặc là hoàng giả cảnh, bằng không đừng nghĩ theo ta đồng quy vô tận. Thân thể Khô Lâu Nhân không ngừng rung động, như đang do dự. Ánh mắt của Dương Diệp phát lạnh, đang chuẩn bị cho đối phương bài học, nhưng Khô Lâu Nhân vội vàng dùng huyết nhận trong tay vung về phía những tôn giả cảnh kia, vô số tia máu bắn ra. Một ít tôn giả cảnh cách hắn gần nhất thời bị oanh hồn phi phách tán. Thi tổ, ngươi lớn mật. Phía dưới, nam tử nho nhã giận dữ.
lớn mật con mẹ ngươi, ngu xuẩn. Thi tổ nổi giận, so sánh với Dương Diệp, hắn càng hy vọng hồn bài ở trong tay Gia Cát, thế nhưng hắn không nghĩ tới Gia Cát dĩ nhiên làm mất hồn bài, đây là có bao nhiêu ngu xuẩn a. Vừa nghĩ tới ngày sau bị Dương Diệp khống chế nô dịch, thi tổ liền tức giận muốn hủy diệt thế giới. Hu! Vô số đạo huyết quang không ngừng bắn nhanh, một ít tôn giả cảnh liên hợp lại miễn cưỡng có thể ngăn cản được, thế nhưng vấn đề là, công kích của bọn họ rơi vào trên người thi tổ, tựa như gãi ngứa, thi tổ một chút việc cũng không có. Đánh như thế nào, thân thể của thi tổ đối với tôn giả cảnh mà nói, chính là một tồn tại vô địch a. Giết! Đúng lúc này, chân trời truyền đến một tiếng giống giận dữ. Nghe được thanh âm này, Dương Diệp vui vẻ, bởi vì thanh âm này là của Đinh Thược Dược. Không do dự, Dương Diệp tâm niệm vừa động, toàn bộ huyền kiếm trong cơ thể bay ra, sau đó vọt về phía những tôn giả cảnh của đỉnh Hán đế quốc. Tử điêu ở trên bả vai hắn cũng không nhàn rỗi, tiểu trảo không ngừng huy động, từng đạo tử quang hiện ra. Phàm là cường giả bị tử quang đánh trúng, cơ bản đều bị một kích mất mạng, một ít tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên tuy không chết, nhưng ít nhất là trọng thương, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được Dương Diệp, Khô Lâu Nhân và Tử Điêu, nơi ba người bọn hắn đi qua, không chết cũng bị thương. Khi Đinh Thược Dược mang theo cường giả tôn giả cảnh gia nhập vào chiến đấu, chiến trường nhất thời thành đơn phương đổ sát, không quá nửa khắc, đỉnh Hán đế quốc liền chết gần 500 cường giả tôn giả cảnh. Lui, mọi người lui, lui lại. Phía dưới, Triệu Trường Vân điên cuồng hô to, sau đó mang theo một nhóm người lui lại. Không ai kiềm chế Dương Diệp cùng thi tổ, tiếp tục chiến đấu, dù có thể thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm, đây không phải hắn mong muốn. Xong. Không chung, nhìn đám người Triệu Trường Vân rút đi, sắc mặt của Nguyên Thiên trắng nhợt. Người của đỉnh Hán đế quốc vừa lui, Nguyên Môn làm sao ngăn chặn đám người Dương Diệp. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai Nguyên Môn ở trong mắt đỉnh Hán đế quốc, chỉ là một quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ mà thôi. Dương Diệp, người thắng, Nguyên Môn ta đầu hàng. Đúng lúc này, trên bầu trời Nguyên Môn vang lên thanh âm của Nguyên Thiên. Mọi người ngừng lại. Cường giả tôn giả cảnh của Nguyên Môn còn bao nhiêu? Dương Diệp hỏi Đinh Thược Dược. Không quá 200. Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Giết, giết sạch tất cả cường giả tôn giả cảnh của Nguyên Môn, dưới tôn giả cảnh, phàm là dám phản kháng, giết không tha. Nguyên Môn đầu hàng, Dương Diệp có thể mặc cho bọn hắn thoải mái sao? Đáp án là không thể. Dương Diệp tin tưởng, ngày sau La Tuấn lần thứ hai tới Nam Vực. Sợ rằng Nguyên Môn sẽ lập tức nhào vào trong ngực La Tuấn. Hiện tại có ưu thế tuyệt đối không diệt Nguyên Môn, Dương Diệp sẽ cảm giác đầu mình bị cửa kẹp. Ninh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có một tia tán thưởng, lúc trước nàng chỉ sợ Dương Diệp đáp ứng yêu cầu của Nguyên Thiên. Nếu như vậy, Nguyên Môn sẽ trở thành một nhân tố không ổn định, tùy thời có khả năng phản bội. Còn nữa, lúc trước Dương Diệp chu diệt nhiều cường giả Nguyên Môn như vậy. Những cường giả này ở trong Nguyên Môn khẳng định có thân nhân, có đệ tử, những người này sẽ không hận Dương Diệp sao? May mắn, Dương Diệp không có lòng dạ đàn bà. Giết, đều giết sạch. Thanh âm của Đinh Thược Dược vang lên. Trong sát na, vô số tiếng kêu rên vang vọng. Dương Diệp. Trên mây vang lên tiếng gầm gừ của Nguyên Thiên. Dương Diệp lý cũng không lý đối phương, mang theo thi tổ cùng Tử Điêu đuổi theo đám người Triệu Trường Vân. Sau khi đám người Triệu Trường Nguyên triệt binh, toàn bộ Nguyên Môn căn bản không cách nào đối kháng đám người Đinh Thược Dược, chiến đấu cơ hồ là tàn sát, vô số đệ tử Nguyên Môn ngã xuống. Trên đám mây, sắc mặt Nguyên Thiên dữ tợn đáng sợ. Để lão phu đi giết hắn. Đúng lúc này, sau lưng Nguyên Thiên, một thái thượng trưởng lão tu vi hoàng giả cảnh thân hình khẽ động, bay về phía Dương Diệp. Không. Nguyên Thiên giống giận. Nhưng đã muộn. Khi tên cường giả hoàng giả cảnh kia đi tới gần Dương Diệp, đang chuẩn bị xuất thủ, một bàn tay xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đầu trưởng lão kia, sau đó vỗ xuống. Oanh! Người trưởng lão kia cùng không gian chỗ đó trực tiếp tiêu thất. Đám người Nguyên Thiên kinh hãi. Cường giả bán thánh dĩ nhiên cường đại đến trình độ này. Mà lúc này, đám người Nguyên Môn phía dưới đã bị tàn sát hầu như không còn. Nam vực đệ nhất tông môn. Cứ như vậy bị diệt. Dương Diệp, ta với người bất cộng đái thiên. La Tuấn, người cũng chờ cho ta. Mặc dù Nguyên Thiên hận Dương Diệp, thế nhưng hắn càng hận La Tuấn hơn,
bởi vì nếu như không phải là đỉnh Hán đế quốc từ bỏ nguyên môn căn bản sẽ không bị tàn sát, chí ít cũng có thể bảo lưu một ít hỏa trùng. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ nguyên môn đều bị giết sạch, chỉ còn lại có mấy hoàng giả cảnh. Chúng ta đi. Nguyên Thiên nhìn thoáng qua nguyên môn đã thành đống hỗn độn, sau đó mang theo vài tên trưởng lão nguyên môn tiêu thất ở trên bầu trời. Cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Thú Hoàng nói, trừ khi sư phụ của Dương Diệp xuất thủ, không thì chúng ta không giữ bọn họ được. Thủy Hoàng nói, hậu hoạn vô cùng a. Thú Hoàng nói, Thủy Hoàng khẽ cười nói, không nhất định, tuy hắn hận không giết được Dương Diệp, thế nhưng ta nghĩ, hắn cũng hạn chết La Tuấn, dù sao bị tư vị người vứt bỏ không dễ chịu a. Sau này ta ngươi chú ý một chút, cẩn thận bọn họ dở trò. Thú Hoàng nói, tự nhiên. Thủy Hoàng gật đầu. Chấm. Thời điểm đám người Triệu Trường Vân chạy trốn tới cổ vực thành, vô số cường giả hắc y từ trong cổ vực thành bay ra, sau đó xông vào đám người Triệu Trường Vân, vô số đạo hàn quang lóe lên, hơn 10 cường giả tôn giả cảnh nhất thời từ không trung rơi xuống. Chúng ta đợi chư vị đã lâu. Thanh âm của Lục Thành Chủ vang lên ở trên bầu trời cổ vực thành. Lục Nguyên Hạo, ngươi dám. Triệu Trường Vân cả giận nói. Ngươi không sợ đỉnh Hán đế quốc ta đổ sát cổ vực thành ngươi. Ta chờ. Lục Nguyên Hạo nói. Mà lúc này, Dương Diệp, Thi Tổ và Tử Điêu cũng đuổi theo, không có chút nói nhảm nào, ba người trực tiếp xông vào đám tôn giả cảnh kia, gặp người liền giết. Dương Diệp cùng Thi Tổ căn bản không có phòng ngự, tùy ý những tôn giả cảnh kia công kích, về phần Tử Điêu, căn bản không có người có thể công kích được nàng. Ha ha, giết thống khoái, ha ha. Thi Tổ giết vào đám người, cười như điên nói. Nhìn thấy ba người Dương Diệp điên cuồng tàn sát, sắc mặt của Triệu Trường Vân dữ tợn, sau đó nhìn phương hướng cổ vực thành quát. An gia, còn không ra tay, lẽ nào các ngươi cũng muốn phản bội nhân hoàng sao? Trầm mặc một hồi. Sau đó vô số đạo hắc ảnh từ trong thành lướt ra. Toàn bộ là tôn giả cảnh cửu phẩm, có ít nhất 100 người. Ở trước mặt 100 hắc ảnh, là một cô gái áo đen. Là sát thủ chí tôn tu vi hoàng giả cảnh. Dương Diệp nhìn cũng không nhìn đối phương nói. Tiếp tục giết, nếu bọn họ dám động, ta phát thệ, hôm nay tất tàn sát hết thành Nam An gia. Tốt, bản tổ có chút ưa thích tính cách của ngươi, ha ha. Thi Tổ cười to, huyết nhận trong tay vung lên, một đạo huyết quang quét ngang ra, vài tên cường giả tôn giả cảnh ở trước mặt hắn trong nháy mắt rơi đâu. Đám người cổ vực thành thành chủ nghe Dương Diệp nói. Cũng tiếp tục xuất thủ. Cô gái áo đen híp hai mắt lại, trong mắt lóe ra hàn ý. Thế nhưng nàng không dám ra tay. Bởi vì lúc này Dương Diệp quả thực có thể diệt An gia. An gia, các ngươi còn nhìn cái gì, còn không ra tay. Triệu Trường Vân giận dữ hét. Ở dưới đám người Dương Diệp tàn sát, hắn mang tới 3.000 cường giả tôn giả cảnh đã chỉ còn lại hơn 2.000. Hơn 500 cường giả tôn giả cảnh tổn thất ở Nam Vực. Cho dù đỉnh Hán đế quốc gia đại nghiệp đại cũng không chịu nổi tổn thất này a. Mà bây giờ, nếu như An gia không ra tay, hắn tổn thất càng nhiều. Thành Nam An gia từ giờ trở đi, cùng đỉnh Hán đế quốc giải trừ minh ước. Đúng lúc này, cô gái áo đen đột nhiên nói. Triệu Trường Vân biến sắc, đang chuẩn bị nói cái gì, lại một thanh âm vang lên ở trong cổ vực thành. Thành Bắc An gia từ giờ trở đi, cũng cùng đỉnh Hán đế quốc giải trừ minh ước. Các ngươi lớn mật, Triệu Trường Vân giận dữ hét. Dám phản bội đỉnh Hán đế quốc ta, ngày khác đỉnh Hán đế quốc ta tất tàn sát cả nhà các ngươi. Cô gái áo đen hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo mọi người tiêu thất ở trong không trung. Sau khi cường giả hoàng giả cảnh không thể xuất thủ với Dương Diệp, toàn bộ đại lục, trong tôn giả cảnh, còn ai có thể chống đỡ được Dương Diệp sao? Nếu như Dương Diệp giết vào An gia lấy cái gì đi ngăn chặn? Thành Bắc An gia còn có An Nam Tĩnh, thế nhưng thành Nam An gia thì sao? Cường giả của bọn họ rất nhiều, nhưng lại không có một cái có thể chống lại Dương Diệp. Không thoát ly quan hệ với đỉnh Hán đế quốc, ở dưới cổ vực thành thành chủ trợ giúp, Dương Diệp muốn tiêu diệt hai An gia, thật đúng là không phải không có khả năng. Chúng ta đi. Thấy cô gái áo đen rời đi, khuôn mặt của Triệu Trường Vân run rẩy, sau đó ra lệnh. Mà đám người Dương Diệp cũng không buông tha truy sát. Đuổi tới biên cảnh đỉnh Hán đế quốc bọn họ mới ngừng lại. Dương Diệp còn muốn truy, thế nhưng hắn phải bỏ qua,
bởi vì ở biên cảnh đỉnh Hán đế quốc có tới 50 vạn đại quân, mỗi một người cơ bản là vương giả cảnh. Đại quân 50 vạn vương giả cảnh phối hợp gần 2.000 cường giả tôn giả cảnh, thực sự đủ để vây sát hắn và thi tổ. Xiết qua đi, không cần sợ, những người đó không làm gì được chúng ta. Một bên, thi tổ dùng sức giật dây. Thân thể hắn tương đương với bán thánh, chỉ cần không phải cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ, người thường căn bản không cách nào thương tổn được. Hưu. Đúng lúc này, 50 vạn mũi phá giáp tiễn phóng lên cao, sau đó bắn về phía ba người Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, mà lúc này, thi tổ lúc trước còn kêu gào quyết chiến hưu một tiếng, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Chạy. Khóe miệng Dương Diệp co giật, sau đó huyền khí điên cuồng tràn vào thần toa, thân hình khẽ động, tiêu thất ở trên bầu trời. Chấm. Mặc dù ba người Dương Diệp rời đi, nhưng sắc mặt đám người Triệu Trường Vân cực kỳ khó coi, lúc này đây hành trình Nam Vực, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một sỉ nhục to lớn. Kỳ thực nếu như La Tuấn sớm nói cho hắn biết thực lực của Dương Diệp, hắn sẽ không thua thê thảm như thế. Chính bởi vì đoán sai thực lực của Dương Diệp, bọn họ mới bị Dương Diệp giết trở tay không kịp. Đúng lúc này, một binh sĩ kim giáp xuất hiện ở trước mặt Triệu Trường Vân, sau đó nói. Triệu tướng quân, việc Nam Vực, Nhân Hoàng đã biết. Nhân Hoàng lệnh tướng quân không cần để ý việc Nam Vực, Dương Diệp kia, ngày sau Nhân Hoàng sẽ đích thân đi thu thập. Nhân Hoàng bảo, tướng quân ly khai mang binh đi Bắc Vực, trợ giúp Tương Mãnh tướng quân mau chóng thu phục Bắc Vực. Triệu Trường Vân hơi thi lễ nói. Tuân lệnh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phương hướng lúc trước Dương Diệp bỏ chạy, sau đó mang theo đại binh xoay người rời đi. Cổ Vực Thành, thành Bắc An Gia. Dương công tử, thành Bắc An Gia ta đã cùng đỉnh Hán đế quốc thoát ly quan hệ, lẽ nào Dương công tử còn không buông tha chúng ta sao? Nói chuyện là thành Bắc An Gia gia chủ An Khô, cũng là phụ thân của An Nam Tính. Lúc này trong lòng An Khô có chút khó chịu, bởi vì thành Bắc An Gia hắn đã thoát ly quan hệ với đỉnh Hán đế quốc, thế nhưng Dương Diệp được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu thành Bắc An Gia bọn họ rút lui khỏi cổ vực thành. Dương Diệp nhìn An Khô nói. An gia chủ. Cho nên ta đến đây thông chi người, là nể mặt mũi của An Nam Tính. Hai mắt An Khô híp lại, trong thanh âm mang theo vẻ tức giận nói. Dương Diệp, người làm khó tránh có chút khinh người quá đáng a. Dương Diệp đứng lên, nhìn An Khô nói. Nếu như không phải bởi vì An Nam Tính, hôm nay ta sẽ không hảo hảo ở chỗ này cùng An gia chủ ngươi tán gẫu. Đối với địch nhân, ta không có tâm nhân từ, hiện tại sở dĩ thành Bắc An gia còn tốt. Chỉ bởi vì ta cùng An Nam Tĩnh là bằng hữu. Vị trí địa lý của cổ vực thành cực kỳ trọng yếu, nếu đại quân La Tuấn công phá loạn Ma Hải, như vậy cổ vực thành chính là bình chướng sau cùng của Nam Vực. Cho nên tòa thành này, chỉ nắm giữ ở trong tay đồng minh mình, hắn mới có thể yên tâm. Thành Bắc An Gia cùng thành Nam An Gia, tuy cắt đứt liên hệ với đỉnh Hán đế quốc, thế nhưng hắn cũng lo lắng. Vạn nhất ngày sau giao chiến, thành Bắc An Gia lại đầu nhập vào La Tuấn. Cùng La Tuấn nội ứng ngoại hợp, vậy còn thủ cái giám. Ngươi! An Khô chán nản. Dương Diệp không có để ý đến hắn, xoay người rời đi. Tức chết ta! An Khô vỗ bàn, cái bàn kia nhất thời hóa thành bột mịn. An gia rút khỏi cổ vực thành. Đúng lúc này, trong đại sảnh truyền đến một giọng nói. Thân thể An Khô run lên, bởi vì thanh âm kia là thanh âm của An gia lão tổ. Một lát sau, An Khô khổ sở cười nói. Lão tổ, hôm nay cả thế giới nhân loại trừ Nam Vực cùng Bắc Vực, hầu như đều ở dưới đỉnh Hán đế quốc điều khiển, chúng ta có thể rút đi nơi nào? Nam Vực, An Khô, thành Nam An Gia. Trong vòng một ngày, nếu thành Nam An Gia còn ở cổ vực thành, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm của Dương Diệp vang lên, giờ khắc này, toàn bộ cổ vực thành hầu như đều nghe được thanh âm của Dương Diệp. Khinh người quá đáng. Trong phòng. Cô gái áo đen lạnh giọng nói, một cổ sát ý không ngừng phun trào ra. Rút lui đi. Một bên, An Bích Như thấp giọng thở dài nói. Bích Như, An gia chúng ta khi nào bị loại vũ nhục này? Lẽ nào ngươi nhịn như vậy sao? Cô gái áo đen nói. Không thì còn có thể thế nào? An Bích Như khổ sở cười nói. Hôm nay Nam Vực Huyền Thú Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc đã liên minh, cổ vực thành thành chủ cũng đứng ở bên hắn. Loạn Ma Hải Đinh gia cùng với Trung Vực Mạc gia cũng kết minh với hắn. Ở trước mặt những thế lực này, chúng ta lấy cái gì đi chống lại bọn họ? Thế nhưng,
An Bích Như lắc đầu nói. Không có nhưng gì cả, dưới tình huống hoàng giả cảnh không thể ra tay, Dương Diệp một người liền đủ khiến chúng ta khổ sở. Một lát sau, cô gái áo đen thấp giọng thở dài nói. Phải, lúc đầu chúng ta không nên đứng thành hàng nhanh như vậy. Không thì hôm nay sẽ không công tiện nghi phủ thành chủ, không mất người nào liên chiêm lĩnh toàn bộ cô vực thành, ha ha, Lục Nguyên Hạo thật biết nắm thời cơ. An Bích Như đứng dậy nói. Thông chi một chút, rút khỏi cổ vực thành. Rút về nơi nào? Nam vực. Gọi tổ, một. Này, bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Sau khi ra cổ vực thành, thì tổ hỏi Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, nguyên bản hắn rất khó chịu, thế nhưng hiện tại một đường trải qua, hắn phát hiện, phong cách hành sự của người trước mắt này rất giống hắn, điều này làm cho hắn không còn mâu thuẫn với Dương Diệp. Tiếp tục giết người. Dương Diệp ôm Tử Điêu, bay về phía Nam vực. Ha ha! Thi tổ cười có chút âm trầm nói. Tiểu tử, người trả hồn bài kia lại cho ta, sau đó vào ma đạo ta a, lấy tâm tính cùng thiên phú của ngươi, tương lai khẳng định để ma đạo ta phát dương quang đại. Dương Diệp liếc thi tổ một cái nói. Ma đạo ngươi có kiếm đạo mạnh hơn ta sao? Đương nhiên là có. Thi tổ nói. Kiếm đạo nhằm nhò gì, ở thời đại viễn cổ, kiếm đạo ở trước mặt ma đạo ta chính là một đống cặn bã, không, ngay cả cặn bã cũng không tính. Ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Dương Diệp hỏi. Đối với quái vật trước mắt này, hắn cũng rất kiêng kỵ, thân thể bán thánh, ngoại trừ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hắn căn bản không làm gì được đối phương, cho dù dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, chỉ sợ cũng không cách nào chém giết đối phương. Ngươi mới là cái thứ gì? Thi tổ cả giận nói. Bản tổ là thi tổ, vạn thi trung tổ, hiểu chưa? Vạn thi trung tổ, cái ngoạn ý gì, chưa từng nghe qua. Dương Diệp không lưu tình chút nào đả kích. Cô lậu quả văn. Trương thanh âm của thị tổ tràn đầy khinh bỉ nói. Hôm nay lão tổ cho ngươi chút kiến thức. Vào thời đại viễn cổ, vạn đạo đua tiếng, có kiếm đạo, võ đạo, đao đạo, vận đạo, quỷ đạo, còn có ma đạo. Bản lão tổ tu là ma đạo, chúng ta giết người càng nhiều, hút tinh huyết cùng kinh hồn càng nhiều, thực lực lại càng cường đại, năm đó ngoại trừ võ đạo, ma đạo ta mạnh nhất. Không bằng nói là sát lục chi đạo, tổn thương thiên hòa, lẽ nào thương thiên này có thể dùng các ngươi? Dương Diệp nói. Không dung. Thi tổ nói. Đúng là không dung, bây giờ ma đạo chúng ta đã suy bại đến tình trạng sắp diệt sạch. Bất quá không quan hệ, chờ lão tổ khôi phục thân thể, chắc chắn trọng trấn ma đạo. Người đại khái muốn giết bao nhiêu người mới có thể khôi phục thân thể? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Chỉ hơn một ước a. Thi tổ thuận miệng nói. Dương Diệp gật đầu nói. Có cơ hội chúng ta đi đỉnh Hán đế quốc, sau đó người có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, như thế nào? Thật! Trong thanh âm của thi tổ không chút nào che giấu hưng phấn. Dương Diệp nói. Tự nhiên, hiện tại chúng ta liền đi giết người. Ngươi thực sự không muốn vào ma đạo ta sao? Chỉ cần ngươi vào ma đạo ta, ta dám cam đoan, tương lai ngươi khẳng định có thể trở thành đại ma đầu tuyệt thế. Ngay cả thiên cũng không làm gì được ngươi. Thi tổ tiếp tục mê hoặc. Đừng nói nhảm, đợi lát nữa ra sức giết cho ta là được. Ai, đáng tiếc. Chấm. Bách Hoa Cung. Sau khi Nguyên Môn bị diệt, vô số đệ tử của Bách Hoa Cung liền thối lui ra khỏi Bách Hoa Cung. Hôm nay đệ tử trong Bách Hoa Cung không tới một vạn, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng giảm bớt. Toàn bộ Bách Hoa Cung một mảnh mây đen. Bách Hoa Điện. Trưởng lão. Có tới 2.000 cường giả tôn giả cảnh đã vây quanh Bách Hoa Cung chúng ta không trốn thoát được. Một nữ tử chạy vào trong đại điện, rung giọng nói. Thiên Hoa Cốt hít sâu một hơi nói. Dương Diệp là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Liều mạng với bọn hắn, cùng lắm thì chết. Những hỗn đản đỉnh Hán đế quốc kia, dĩ nhiên từ bỏ chúng ta, thật đáng chết, không thì Bách Hoa Cung chúng ta sao sẽ lưu lạc đến tận đây. Lẽ nào Bách Hoa Cung từ nay về sau sẽ tiêu thất khỏi Nam vực sao? Trong đại điện tràn đầy vẻ bi thương. Hoán tổ đi. Một lát sau, Thiên Hoa Cốt đột nhiên nói. Cái gì? Thiên Niệm Từ cả kinh nói. Sư tỷ. Thiên Hoa Cốt nói. Không thấy kết cục của Nguyên Môn sao? Dù chúng ta đầu hàng, các ngươi cho rằng Dương Diệp sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, hắn sẽ chém tận giết tuyệt Bách Hoa Cung ta. Nếu hắn muốn diệt Bách Hoa Cung ta, dù hắn có sư phụ bán thánh,
ta cũng muốn hắn trả giá to lớn. Sư tỷ, không có biện pháp khác sao? Thiên Huệ nói. Thiên Hoa Cốt lắc đầu nói. Hoàng giả cảnh không thể ra tay, Bách Hoa Cung ta căn bản không cách nào ngăn chặn hắn. Ta biết các ngươi không đành lòng, thế nhưng lúc này Bách Hoa Cung ta còn có đường khác có thể đi sao? Các nàng nói chung đều phải chết, vậy còn không như chết có ý nghĩa, có lẽ tổ sư còn có thể báo thù cho các nàng. Ai, lúc đầu chúng ta thực sự không nên giết Phượng Ngọc. Thiên Niệm Từ thấp giọng thở dài. Bây giờ nói cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên Hoa Cốt lạnh lùng nói. Thiên Huệ, mở ra Bách Hoa trận ngăn trở bọn họ, sau đó hoán tổ. Thiên Huệ do dự một chút, sau đó gật đầu. Chỉ chốc lát, vô số cánh hoa màu sắc sặc sỡ xuất hiện ở bầu trời Bách Hoa Cung, hợp thành một màn sáng cánh hoa. Bên ngoài Bách Hoa Cung, nhìn thấy những cánh hoa kia, thần sắc của Dương Diệp có chút ngưng trọng, hắn vốn chuẩn bị trực tiếp dẫn người giết vào Bách Hoa Cung, thế nhưng không nghĩ tới xuất hiện cái này. Đây là Bách Hoa trận, trận pháp hộ tông mạnh nhất Bách Hoa Cung. Ở bên cạnh Dương Diệp, Đinh Thược Dược nói. Sớm biết như thế, ta không nên chờ ngươi trở về, lúc trước trực tiếp giết vào, hiện tại, ai, có chút khó giải quyết. Sau khi diệt nguyên môn, Đinh Thược Dược lập tức tổ chức cược giả đến Bách Hoa Cung, bởi vì bây giờ là thời cơ tiêu diệt Bách Hoa Cung, Quỷ Tông và Hạo Nguyệt Tông tốt nhất. Chỉ cần tiêu diệt ba tông môn này, Nam Vực có thể hình thành một khối thi đết bản, ngày sau La Tuấn muốn tới đánh Nam Vực, sẽ khó khăn hơn vô số lần. Sở dĩ lúc trước không có trực tiếp hạ lệnh diệt Bách Hoa Cung. Là bởi vì nàng rõ ràng ân oán giữa Bách Hát Xoa Cung cùng Dương Diệp, nàng biết, Dương Diệp khẳng định muốn tự tay tiêu diệt Bách Hoa Cung, cho nên nàng mới hạ lệnh vây mà không diệt, chờ Dương Diệp đến. Chỉ là không nghĩ tới, Bách Hoa Cung dĩ nhiên mở ra Bách Hoa trận, muốn cùng hắn tử chiến đến cùng. Dương Diệp nói, không sao, vô luận như thế nào, Bách Hoa Cung này, ta hôm nay diệt định rồi. Lúc đầu thực lực nhỏ bé, hắn ôm nỗi hận rời đi. Hiện tại không có bất luận cái gì có thể ngăn trở hắn diệt Bách Hoa Cung báo thù cho mẫu thân. Ninh Thược Dược gật đầu nói. Ta đã lệnh hơn ngàn cường giả tôn giả cảnh đi Quỷ Tông cùng Hạo Nguyệt Tông, lấy thực lực hai tông kia, bọn họ căn bản không cách nào ngăn chặn chúng ta. Hiện tại, chỉ còn lại Bách Hoa Cung. Những đệ tử Bách Hoa Cung kia dễ xử lý, thế nhưng bốn hoàng giả cảnh của Bách Hoa Cung kia. Yên tâm, hôm nay các nàng chạy không được. Đúng lúc này. Thủy Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, cùng Thủy Hoàng xuất hiện, còn có Lý Tư cùng Bạch Khởi. Ta cũng thấy vậy. Lúc này, Thú Hoàng cũng xuất hiện ở giữa sân, ở bên cạnh Thú Hoàng, cũng đứng hai lão giả. Sáu cường giả hoàng giả cảnh. Thêm hai chúng ta a. Đúng lúc này, Hiểu Thiên Cơ cùng Bạch Long cũng xuất hiện ở giữa sân. Tiền bối. Dương Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Thiên Cơ cư như thần long thấy đầu không thấy đuôi sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Hiểu Thiên Cơ, Đinh Thược Dược vội vã đi tới, sau đó nhìn Hiểu Thiên Cơ thi lễ nói. Hậu nhân Đinh gia, ra mắt Hiểu tiền bối. Năm đó nếu như không có Hiểu Thiên Cơ, Đinh gia sớm đã diệt vong. Cho nên Đinh gia đời đời không người nào dám không nhớ ân tình của Hiểu Thiên Cơ. Hiểu Thiên Cơ khẽ gật đầu nói. Ngươi chính là Đinh Thược Dược. Lúc đầu lực dẹp nghị luận của mọi người, đế Đinh gia kết minh với Dương Diệp, chính là người. Đúng là vãn bối. Đinh Thược Dược cung kính nói. Hiểu Thiên Cơ cười nói. Tin tưởng ta, lựa chọn của ngươi không sai. Vãn bối cũng thấy vậy. Đinh Thược Dược mỉm cười. Nếu như nói trước đây đầu nhập vào Dương Diệp, tiền đồ xa vời, thế nhưng hiện tại, thế lực Dương Diệp đại biểu tuyệt đối có thể ganh đua cao thấp với đỉnh Hán đế quốc. Mặc dù thực lực chỉnh thể bây giờ còn không bằng đỉnh Hán đế quốc, thế nhưng có Dương Diệp, nàng tin tưởng, sẽ có càng ngày càng nhiều người nhìn về phía bọn họ. Lúc đầu sai lầm lớn nhất của La Tuấn, chính là vì Bách Hoa Cung đối đầu với Dương Diệp, nếu như lúc đầu La Tuấn bỏ qua Bách Hoa Cung, hoặc giúp Dương Diệp diệt Bách Hoa Cung, như vậy đỉnh Hán đế quốc muốn thống nhất Nam Vực, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Bởi vì không có Dương Diệp ngăn trở. Nam Vực không có thể lực nào có thể chống đỡ được bước chân của đỉnh Hán đế quốc. Đáng tiếc, La Tuấn quá mức tự tin, cho rằng chỉ cần đỉnh Hán đế quốc xuôi Nam, và có thể dễ dàng tiêu diệt đám người Dương Diệp. Sự thực là hắn sai rồi. Tiền bối, sao người lại tới đây? Dương Diệp hỏi. Sắc mặt của Hiểu Thiên Cơ dần dần ngưng trọng, nhìn phương hướng Bách Hoa Cung nói. Ta có loại cảm giác không ổn. Nghe vậy,
mọi người biến sắc. Hiểu Thiên Cơ là ai? Đây chính là tồn tại có thể nhìn xuyên quá khứ tương lai, hắn sẽ nói có cảm giác không ổn. Lẽ nào Bách Hoa Cung còn có đòn sát thủ cường đại gì sao? Hiểu Thiên Cơ cau mày lắc đầu nói. Ta coi không biết loại cảm giác không ổn này đến tột cùng là cái gì, chỉ là một loại cảm giác. Đợi sau khi phá đại trận, chúng ta phải cẩn thận một chút. Thủy Hoàng, Thú Hoàng cùng ta thủ hộ ở bên cạnh Dương Diệp, bởi vì trực giác nói cho ta biết, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng thần sắc ngưng trọng gật đầu. Tiền bối, đã như vậy, không bằng chúng ta tạm thời lui binh. Thần sắc của Đinh Thược Dược ngưng trọng nói. Hiện tại Dương Diệp tuyệt đối không thể có bất cứ vấn đề gì, một khi Dương Diệp gặp chuyện không may, như vậy bọn họ vừa liên hợp thành liên minh sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hiểu Thiên Cơ lắc đầu nói. Có một số việc không cách nào trốn tránh. Đi thôi, chúng ta vào xem, nhìn xem Bách Hoa Cung đến tột cùng đang đùa tạp kỹ gì. Nói xong, Hiểu Thiên Cơ nhìn về phía Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng nói. Hai vị, xin giúp ta một tay. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng gật đầu. Ba người đánh ra một quyền, ba nắm tay hiện ra, sau đó thẳng tắp đánh vào màn sáng. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên, màn sáng ầm ầm vỡ vụn. Sau đó một mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc từ trong Bách Hoa Cung phiêu tán ra. Sắc mặt mọi người biến đổi. Tại sao có thể có mùi máu tươi nồng nặc như vậy, Bách Hoa Cung này đến tột cùng đang làm cái gì? Ninh Thược Dược trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Đi thôi! Vào xem sẽ biết. Sau khi mọi người tiến vào Bách Hoa Cung, liền bị một màn trước mắt chấn kinh. Trong Bách Hoa Cung, không có một tia sinh khí. Ở trước mặt đám người Dương Diệp, là một huyết trì thật to, trong huyết trì là mấy ngàn đệ tử Bách Hoa Cung, lúc này những đệ tử Bách Hoa Cung kia đang không ngừng kêu thảm. Các nàng muốn từ bên trong bay ra, bất quá lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở. Ở bên cạnh huyết trì là Thiên Hoa Cốt, Thiên Huệ, Thiên Niệm Từ. Thiên Hoa Cốt không chút biểu tình, phảng phất như không nhìn thấy tràng cảnh trong huyết trì, mà Thiên Huệ cùng Thiên Niệm Từ thì hai mắt nhắm nghiền, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Sư tổ, vì sao, tại sao đối đãi với chúng ta như thế? A, lão yêu bà, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho ngươi, a. Ha ha, không nghĩ tới phủ dung ta không chết ở trong tay Dương Diệp, lại chết ở trong tay tông môn. Thật buồn cười, ha ha. Các ngươi sẽ có báo ứng, a. À. Nghe những đệ tử Bách Hoa Cung ở trong huyết trì nguyền rủa, Thiên Hoa Cốt bất phi sở động, Thiên Huệ cùng Thiên Niệm Từ nắm chặt song quyền, thân thể hơi run. Rất nhanh, những thanh âm trong huyết trì kia càng ngày càng nhỏ, cho đến không còn. Còn chưa đủ. Thiên Hoa Cốt thấp giọng thở dài, phảng phất như không có nhìn thấy đám người Dương Diệp. Thiên Huệ mở hai mắt ra. Trong mắt có một tia kiên quyết, nàng chậm rãi đi về phía huyết trì, bất quá bị Thiên Hoa Cốt ngăn lại. Hai người các ngươi, là ta nhìn lớn lên, cả đời này, hai người các ngươi chưa từng làm chuyện ác gì, có ít thứ, không nên để các ngươi gánh, cũng không nên để các ngươi đi làm. Sư tỷ, Thiên Huệ rung giọng nói. Thiên Hoa Cốt lắc đầu, sau đó nhìn về phía đám người Dương Diệp nói. Xem ra, trận thế này của các ngươi. Xem ra là ngay cả ba lão bà chúng ta cũng không buông tha a. Dương Diệp nhìn thoáng qua huyết trì, sau đó nói. Ta từng phát thệ, kiếp này, nhất định để Bách Hoa Cung triệt để tiêu thất khỏi Nam Vực, hôm nay ta tới thực hiện thệ ngôn. Ngươi yên tâm, những đệ tử đã đào tẩu khỏi Bách Hoa Cung, ta sẽ để các nàng đi cùng các ngươi. Mạng của mẫu thân ta, cần mạng của tất cả mọi người Bách Hoa Cung ngươi tới để. Thiên Hoa Cốt nói. Ngươi biết không? Kỳ thực từ khi biết được ngươi trở thành kiếm hoàng, ta liền hối hận lúc đầu giết mẹ ngươi. Ta biết, ta vì Bách Hoa Cung tương lai gieo xuống một địch nhân cường đại. Cho nên ta nghĩ hết tất cả biện pháp muốn giết ngươi, vì thế ta không tiếc thuyết phục Nguyên Môn và Quỷ Tông đầu nhập vào La Tuấn, chỉ là ta không nghĩ tới, ngay cả La Tuấn cũng không làm gì được. Nói cái này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không phải sao? Dương Diệp nói. Thiên Hoa Cốt gật đầu nói. Quả thực đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, Bách Hoa Cung cũng đã không còn tồn tại nữa, mà ta cũng đã định trước trở thành tội nhân của Bách Hoa Cung. Được rồi, lúc đầu người đi vào Bách Hoa Cung ta mở ra tổ sư mộ, bên trong quả thực không có bất kỳ vật gì, người biết tại sao không? Hai mắt Dương Diệp híp lại,
cảm giác có chút không ổn. Thiên Hoa Cốt tiếp tục nói. Bởi vì tổ sư của Bách Hoa Cung ta chưa chết, hiểu chưa? Dương Diệp biến sắc. Tổ sư Bách Hoa Cung ở lúc tuổi già mới sáng lập Bách Hoa Cung, mà khi đó nàng là thánh giả cảnh. Đương nhiên, cường giả thánh giả cảnh đối với đại lục hiện tại mà nói, là thuộc về truyền thuyết, thế nhưng đối với thời đại viễn cổ năm đó, tuy cường giả thánh giả cảnh hy hữu, nhưng lại có không ít. Tổ sư Bách Hoa Cung không chết, nói cách khác, nàng còn sống ở trong thiên địa này. Nghĩ đến khả năng này, ngay cả sắc mặt đám người hiểu thiên cơ cũng trầm xuống. Nếu như tổ sư Bách Hoa Cung vẫn tồn tại, như vậy Bách Hoa Cung sẽ không luân lạc tới loại trình độ này. Lúc này, thanh âm của Đinh Thược Dược đột nhiên vang lên. Thiên Hoa Cốt nở nụ cười, nàng nói. Nếu lúc đầu Kiếm Tông có thể gọi Kiếm Tông tổ sư, như vậy vì sao Bách Hoa Cung ta không thế? Dương Diệp, người hại Bách Hoa Cung ta diệt môn, hôm nay, ta muôn người nợ máu trả bằng máu. Nói xong, Thiên Hoa Cốt đột nhiên xoay người bay vào huyết trì. Sư tỷ, sắc mặt Thiên Huệ cùng Thiên Niệm Từ hoảng hốt. Sắc mặt đám người hiểu thiên cơ ngưng trọng trước nay chưa có. Ha ha, Dương Diệp, lần này ta xem ai có thể đảm bảo ngươi, ta xem ai có thể đảm bảo ngươi. Lấy máu của ta, gọi linh hồn tổ tiên. Theo thanh âm của Thiên Hoa Cốt hạ xuống, oanh một tiếng, toàn bộ huyết chỉ đột nhiên phát ra nổ mạnh. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân thể Thiên Hoa Cốt nổ ra, trong sát na, toàn bộ huyết chỉ phảng phất như bị nấu sôi, không ngừng bốc ra huyết khí. Oanh! Một cột máu từ trong huyết chỉ phóng lên cao, bắn thẳng đến chân trời. Nhất thời, toàn bộ chân trời phảng phất như bị tiên huyết xâm nhiễm, hiện ra đỏ tươi. Sắc mặt đám người hiểu thiên cơ đại biến, bởi vì bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Dương Diệp, người đi trước. Đinh Thược Dược nói. Chậm rồi. Một bên, Thiên Huệ thấp giọng nói. Oanh! Chân trời lại truyền tới một tiếng nổ, thiên địa run lên. Tiếp theo. Vô số đạo lôi điện đủ mọi màu sắc cùng thiên hỏa xuất hiện, giờ khắc này, ngay cả Thái Dương cũng bị lôi điện cùng thiên hỏa che giấu. Toàn bộ huyền giả đại lục, vô số cường giả khiếp sợ. Cái này, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, thập sắc thần lôi, ám u thiên hỏa. Làm sao có thể, thật là cường giả thánh giả cảnh xuất hiện. Nhìn chân trời, thanh âm của Thủy Hoàng run rẩy. Sư tổ. Trong mắt hai người Thiên Huệ cùng Thiên Niệm Từ tản ra hào quang cuồng nhiệt. Lúc này trong mắt Dương Diệp tràn đầy vẻ khiếp sợ, lẽ nào Bách Hoa Cung thật có thể gọi ra cường giả thánh giả cảnh trong truyền thuyết? Nếu quả thật triệu hoán ra cường giả thánh giả cảnh trong truyền thuyết, đừng nói hắn, ngay cả yêu vực cùng ma vực cũng trong nháy mắt tức diệt, đỉnh Hán đế quốc không cần nói, phất tay tức vong. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ thấy chân trời đột nhiên xuất hiện vô số cửu sắc thần lôi. Cửu sắc thần tôi hóa thành từng lôi long đánh về phía thập sắc thần lôi cùng ám u thiên hỏa. Sắc mặt hiểu thiên cơ vui vẻ nói. Phiến thiên địa này đang phản kháng, nếu như cường giả thánh giả cảnh xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối sẽ làm cho phiến thiên địa này cảm thụ được uy hiếp. Chỉ là không nghĩ tới, Bách Hoa Cung cư nhiên có thể gọi cường giả thánh giả cảnh phủ xuống. Rầm rầm, chân trời đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Những lôi long kia cùng ám u thiên hỏa còn có thập sắc thần lôi chạm vào nhau, nhất thời nổ bể ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả xuống. Lúc này, một đoàn quang cầu từ chân trời hạ xuống, ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đoàn quang cầu bay vào trong thân thể Thiên Huệ. Một lát sau, hai mắt Thiên Huệ đột nhiên mở ra, một đạo hàn quang hiện lên, không gian trước mặt Thiên Huệ trong nháy mắt nát bấy. Ai diệt Bách Hoa Cung ta? Thanh âm của Thiên Huệ không có bất kỳ cảm tình gì vang lên, làm đám người Dương Diệp phát lạnh. Tê cường giả thánh giá cảnh. Đám người Dương Diệp rung động tột đỉnh. Đúng lúc này, thiên không đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy hắc sắc, vòng xoáy hắc sắc bao phủ toàn bộ thiên không, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một cự chỉ từ trong vòng xoáy chậm rãi đưa ra, nhấn về phía Thiên Huệ. Con người của Dương Diệp co rụt lại. Cự chỉ kia ở lúc đầu Kiếm Tông tổ sư Sông Thiên Lộ cũng xuất hiện. Người khống chế Thiên Lộ cũng không dung tổ sư Bách Hoa Cung. Hừ! Thiên Huệ hừ lạnh, vung tay phải lên, một bông hoa phóng lên cao đánh vào cự chỉ, oanh một tiếng, cự chỉ còn chưa triệt để chui ra vòng xoáy liền bị bông hoa đánh nổ nát. Làm càn! Trên bầu trời, truyền đến một tiếng giống giận dữ, trong thanh âm mang theo lực lượng kỳ dị nào đó. Làm linh hồn đám người Dương Diệp nhìn không được sợ run.
Dương Diệp hơi biến sắc, vội vã thi triển ra kiếm ý cùng kiếm vực chống lại, lúc này mới đỡ được. Sau khi thanh âm hạ xuống, một đài TDH tủ từ trong vòng xoáy chui ra, sau đó rất nhanh đánh về phía Thiên Huệ. Thần sắc của Thiên Huệ băng lãnh, hữu trưởng xoay tròn, năng lượng trong thiên địa đột nhiên lao về phía nàng, chỉ nháy mắt, linh khí trong phương viên ngàn dặm bị hút tới. Ở trên lòng bàn tay của nàng, một bông hoa năng lượng rực rỡ hiện lên, sau đó Thiên Huệ chợt ném lên trời. Bông hoa năng lượng mang theo cái đuôi ánh sáng thật dài hung hăng đánh vào bàn tay khổng lồ. Oanh! Tiếng oanh minh như tiếng sấm vang vọng, toàn bộ Nam vực, tất cả huyền giả đều nghe được tiếng vang này. Mọi người kinh hãi nhìn về phía Bách Hoa Cung. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bầu trời Bách Hoa Cung như núi lửa bạo phát, vô số năng lượng khuếch tán, ở dưới những khí lãng này uy áp, ngàn dặm xung quanh Bách Hoa Cung biến thành bột mịn. Huyền giả đại lục, không được xuất hiện thánh giả, nếu như ngươi không rời đi, hôm nay chính là thời điểm ngươi thân tử đạo tiêu. Trong vòng xoáy, lại truyền tới một giọng nói. Một canh giờ, sau một canh giờ ta sẽ rời đi. Thanh âm của Thiên Huệ lạnh như băng vang lên. Trầm mặc một lát, sau cùng vòng xoáy kia chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, đám người Dương Diệp trầm xuống. Thực lực của Thiên Huệ bọn họ chính mắt thấy được, không tính là cường giả thánh giả cảnh chân chính, nhưng ít ra cũng là bán thánh. Lấy cái gì đi chống lại nữ nhân này? Mạc lão có thể ngăn chặn đối phương sao? Kia là cường giả thánh giả cảnh chân chính a, mặc dù đối phương chỉ là hồn phách phủ xuống, nhưng đó cũng là thánh giả cảnh. Sau khi vòng xoáy tán đi, Thiên Huệ thu hồi ánh mắt, quét nhìn bốn phía, chỉ liếc mắt nàng liền thấy rõ tràng cảnh trong Bách Hoa Cung. Thấy Bách Hoa Cung lúc này chỉ còn lại không tới hai người, ánh mắt Thiên Huệ càng thêm lạnh. Thiên Niệm Từ quỳ xuống nói. Đệ tử bất hiếu Thiên Niệm Từ ra mắt sư tổ. Thiên Huệ nói. Bách Hoa Cung ta đến cùng làm ra chuyện gì, lại rước lấy họa này. Nói xong, hai mắt khép hờ, một lát sau nàng mở hai mắt ra, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp nói. Nguyên lai là bởi vì ngươi. Thần sắc đám người hiểu thiên cơ cùng Thủy Hoàng đề phòng. Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Đúng là ta muốn tiêu diệt Bách Hoa Cung. Thiên Huệ nói. Người giết mẹ ngươi, là Thiên Hoa Cốt, người giết một người liền đủ. Nhưng người muốn tàn sát hết Bách Hoa Cung ta, hành vi như thế, cùng ma đạo có gì khác biệt? Dương Diệp vuốt tay nói. Ngươi nói sai rồi, tàn sát đệ tử Bách Hoa Cung ngươi không phải ta, mà là ba đệ tử giỏi của ngươi, là các nàng lấy mạng các đệ tử Bách Hoa Cung tế điện. Tuy các nàng không giết, ta cũng sẽ giết, thế nhưng sự thực đúng là các nàng giết, cho nên nếu như người báo thù, hẳn ra tìm ba đệ tử của ngươi nha. Biết vì sao đến bây giờ ta còn không giết ngươi không? Thiên Huệ đột nhiên nói. Dương Diệp dùng mình, nguyên lai nữ nhân này đã sớm muốn giết mình. Thiên Huệ nói. Tuổi còn nhỏ, kiếm ý viên mãn, kiếm tâm thông minh, lĩnh ngộ kiếm vực, thiên phú của ngươi cho dù đặt ở năm đó, cũng là số một số hai. Chờ ngươi lớn lên, nhất định là một chiến tướng tuyệt thế của tộc ta. Đáng tiếc, cử chỉ của ngươi khiến ta không thể không giết ngươi, không thì mấy vạn đệ tử Bách Hoa Cung ta chẳng phải chết vô ích. Dứt lời. Thiên Huệ mới vừa định động thủ, đúng lúc này, một cô bé xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, vội vàng kéo tiểu cô nương về phía sau, cả giận nói. Ngươi chạy ra làm cái gì? Tiểu cô nương này ngay cả hoàng giả cảnh cửu phẩm cũng đánh không lại, mà Thiên Huệ ít nhất là bán thánh, tiểu cô nương đi ra, không phải chịu chết sao? Dương Diệp không có phát hiện, sau khi tiểu cô nương xuất hiện, Thiên Huệ ngây ngẩn cả người. Sau đó trong mắt nổi lên vẻ mờ mịt. Đám người Thủy Hoàng, Thú Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết cô bé này là thế nào xuất hiện. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, hai người phát hiện, tựa hồ Dương Diệp càng ngày càng thần bí. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Sư phụ của ngươi, hắn bị nữ nhân này phong tỏa. Ở thế giới này, không có bất kỳ người nào. Cho dù là chiến thiên địa này cũng không làm gì được nữ nhân kia, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp ngẩn ngơ, hắn vốn cho là Thiên Huệ nhiều lắm là cường giả bán thánh cảnh, thế nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể vây khốn Mạc Lão. Ngay cả Mạc Lão cũng không làm gì được nữ nhân kia, trên đời này, ai có thể chống lại? Một lát sau, Dương Diệp cười khổ lắc đầu nói. Khó trách ngươi đi ra, bởi vì vô luận như thế nào, chúng ta đều trốn không thoát cái chết.
đúng không? Dương Diệp cảm giác mình thực sự tận lực, hắn đã rất nỗ lực trở nên mạnh mẽ, thế nhưng không có biện pháp, đối thủ triệu hoán người quá biến thái, còn làm sao đánh? Dương Diệp tin tưởng, nếu như gọi lão đạo trong vòng khí xoáy kia tới, có thể đối phó được tổ sư Bách Hoa Cung, nhưng vấn đề là lão đạo kia không tới được. Trời muốn vong ta sao? Cho tới nay, hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn thực sự hơi mệt. Không nên nản lòng thoái chí như thế, ta có biện pháp đối phó nàng. Lúc này, tiểu cô nương đột nhiên nói. Ánh mắt của Dương Diệp sáng lên, sau đó tối sầm lại, cô bé này ngay cả hoàng giả cảnh cửu phẩm của đỉnh Hán đế quốc cũng không đối phó được, làm sao có biện pháp đối phó nữ nhân trước mắt. Ngươi là ngoại lai giả. Lúc này, Thiên Huệ đột nhiên nhìn tiểu cô nương nói, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Tiểu cô nương xoay người nhìn về phía Thiên Huệ. Quyền trượng bảo thạch trong tay không ngừng phát ra lam quang nói. Nữ nhân, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi giết hắn, mặc kệ ngươi ở chỗ nào, phía sau có thế lực gì, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi uy hiếp ta. Thanh âm Thiên Huệ rét lạnh. Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, tay vung lên, một đoàn tuyến cầu màu đỏ xuất hiện ở trong tay nàng. Tiểu cô nương ném lên, tuyến cầu bay đến không trung, nhất thời hóa thành vô số sợi tơ màu đỏ. Một nửa sợi tơ bay về phía Thiên Huệ, mà một nửa thì bay về phía Dương Diệp. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, bất quá hắn không có phản kháng, tùy ý những sợi tơ kia bay vào trong cơ thể hắn, bởi vì hắn tin tưởng tiểu cô nương sẽ không hại hắn, không thì hắn không biết đã chết bao nhiêu lần. Sợi tơ bay vào trong cơ thể, Dương Diệp cảm thấy mình xảy ra một ít biến hóa, nhưng như không có thay đổi gì, cảm giác rất kỳ quái. Nhìn thấy những sợi tơ màu đỏ kia vọt về phía mình, Thiên Huệ biến sắc, vô số cánh hoa năng dượng đột nhiên nổi lên, cắt về phía những sợi tơ kia. Nhưng khi những cánh hoa năng lượng kia đụng vào sợi tơ, cánh hoa cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sắc mặt Thiên Huệ đại biến, đang chuẩn bị điều động linh khí thiên địa, nhưng lúc này, những sợi tơ màu đỏ kia đã hóa thành vô số đạo hồng quang bắn vào trong cơ thể nàng. Thiên Huệ ngẩn người, sau đó cả giận nói. Những thứ kia đến tột cùng là vật gì, ngươi làm cái gì với ta? Dương Diệp cũng nhìn về phía tiểu cô nương, hắn cũng muốn biết tiểu cô nương đang làm cái gì. Tiểu cô nương lạnh lùng nói. Cái này gọi hồng tuyến, là bảo bối ta từ một lão đầu tên Nguyệt Lão trộm được, chỉ cần dùng hai sợi tơ giống nhau cuốn lấy một nam một nữ này sẽ yêu nhau, chí tử không thay đổi. Vì để cho các ngươi yêu nhau, ta đã xe duyên giúp, hiện tại, các ngươi sẽ cực kỳ tương thân tương ái, như vậy ngươi khẳng định không thể giết Dương Diệp. Hiện tại Dương Diệp rốt cuộc minh bạch ý tứ của tiểu cô nương lúc trước, nàng không thể đối phó ba lão đầu kia, nhưng lại có thể đối phó sư tổ Bách Hoa Cung. Bởi vì ba người kia là nam, mà tổ sư Bách Hoa Cung này là nữ. Hồ ngôn loạn ngữ. Thiên Huệ giận không kiềm được, vung tay phải lên, một cánh hoa trong nháy mắt bắn về phía Dương Diệp. Đám người hiểu thiên cơ cùng Thủy Hoàng hoảng hốt, muốn ngăn cản, thế nhưng một cổ lực lượng vô hình khóa bọn họ gắt gao, không thể nhúc nhích chút nào. Ninh Thược Dược thống khổ nhắm hai mắt lại, mí mắt của tiểu cô nương cũng nhảy nhảy, nàng là bất cứ cái gì cũng thử khi tuyệt vọng, bởi vậy nàng cũng không xác định hồng tuyến kia có lợi hại như vậy hay không. Khi cánh hoa cách mi tâm Dương Diệp chỉ một tấc đột nhiên ngừng lại. Thấy thế, tiểu cô nương thở dài một hơi, thầm nghĩ, lão gia hỏa không có gạt ta, nguyên lai thứ này thật có thể khiến một nam một nữ yêu nhau. Hừ, lão gia hỏa này, chuyện vui như thế cũng không nói cho ta, chờ ta trở về. Nhất định nhổ sạch râu của hắn. Làm sao có thể, làm sao có thể? Thiên Huệ đột nhiên lẩm bẩm. Ngay thời điểm nàng xuất thủ với Dương Diệp, bản thể của nàng ở thiên ngoại thiên dĩ nhiên cảm thấy toàn tâm thống khổ, loại đau khổ này, tựa như người chí thân của nàng chết đi, đau để cho nàng có chút không cách nào chịu nổi. Thậm chí bản thể của nàng sinh ra một loại cảm giác, nếu như nam nhân trước mắt này chết, nàng cũng không muốn sống. Tuyệt đối không thể. Khuôn mặt Thiên Huệ vặn vẹo lên, nàng làm sao có thể thích một con kiến hôi tôn giả cảnh. Làm sao có thể, quyết không có thể nào. Dưới cơn thịnh nộ, người để cánh hoa đi tới một tấc, ra ở mi tâm Dương Diệp trong nháy mắt bị mở ra một vết thương, một tia tiên huyết từ giữa chân mày chậm rãi tràn ra. Không. Đột nhiên Thiên Huệ kêu một tiếng, cánh hoa nhất thời ngừng lại. Toàn trường khiếp sợ. Trên mặt Thiên Huệ tràn đầy vẻ thống khổ. Phảng phất như đang chịu đựng dằn vặt to lớn gì.
Lúc này trong lòng Thiên Huệ không khỏi khiếp sợ, còn mang theo kinh khủng. Bởi vì nàng dĩ nhiên sinh ra một loại cảm giác hoang đường, đó chính là nam nhân trước mắt là phu quân của nàng, là người nàng dùng cả đời này trân trọng. Thế nhưng nàng lại rõ ràng, đây hết thảy đều là tiểu cô nương kia giở trò quỷ, chỉ cần giết Dương Diệp, hết thảy dĩ nhiên là có thể hóa giải. Thế nhưng nàng lại kinh hãi phát hiện, nàng dĩ nhiên không hạ thủ được. Vừa nghĩ tới nam nhân trước mắt này sẽ chết, nàng lại có loại đau nhức tê tâm liệt phế. Lúc này Dương Diệp cười khổ, bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn nữ đi nhân trước mắt này càng lúc càng thuận mắt, hắn cực kỳ rõ ràng, không phải là xem Thiên Huệ thuận mắt, mà bởi vì tổ sư Bách Hoa Cung, cũng chính là Mục Hàn San ở trong thân thể Thiên Huệ, xê hắn mới nhìn đối phương thuận mắt. Tiểu cô nương này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tốt lắm, đều không nên đánh, các ngươi đi sinh hầu tử a. Lúc này, tiểu cô nương đột nhiên nói. Đều là ngươi. Lúc này, Thiên Huệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô nương, trong mắt tràn đầy dữ tợn, sau một khắc, một cánh hoa bắn nhanh về phía tiểu cô nương. Tốc độ quá nhanh, tiểu cô nương căn bản không cách nào ngăn chặn. Sắc mặt tiểu cô nương trắng nhợt, trong mắt lần đầu tiên bày ra hoảng sợ. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó ôm nàng vào lòng. Không. Tiểu cô nương kìm lòng không được phát ra một tiếng thét chói tai, thanh âm chấn thương khung. Bành! Cánh hoa kia xuyên qua sau lưng Dương Diệp, muốn xuyên qua thân thể của tiểu cô nương, nhưng hai tay của Dương Diệp gắt gao bắt được cánh hoa, ở dưới kiếm vực cùng kiếm ý gia trì, hai tay của Dương Diệp chặn được cánh hoa, thế nhưng lúc này hai tay của hắn đã biến thành màu đỏ, còn có trước ngực của hắn, mặc dù vết thương nhỏ, thế nhưng cực kỳ quỷ dị, bởi vì nó đang từ từ mở rộng ra bốn phía. Tiểu cô nương ngây ngẩn cả người, quyền trượng bảo thạch trong tay nàng rơi ở trên mặt đất cũng hồn nhiên chưa phát giác. Dương Diệp nhếch miệng cười nói. Ta nói rồi, có một ngày sẽ mang ngươi về nhà, ta sẽ không nuốt lời. Nói xong câu này, Dương Diệp ngã xuống. Lúc này ở trước ngực hắn, vết thương nguyên bản chỉ lớn chừng ngón cái đã lan tràn tới cỡ nắm tay, đồng thời còn đang không ngừng khuếch tán. Tiểu cô nương quỳ xuống ở trước mặt Dương Diệp. Tay nhỏ bé gắt gao nắm tay của Dương Diệp, một cổ năng lượng lam sắc không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, thanh âm mang theo nức nở nói. Ngu ngốc, người tên ngu ngốc này, người nói sẽ dẫn ta về nhà, người không thể có việc, người đáp ứng sẽ dẫn ta về nhà, người tuyệt đối không thể có việc. Ta không cho ngươi có việc. Ngoại trừ tiểu cô nương, một bên khác, trên gương mặt Thiên Huệ chẳng biết lúc nào cũng chảy ra dòng lệ. Trong đầu nàng có thanh âm đang không ngừng nói. Chết hay lắm, hắn chết người sẽ không bị cái gì ràng buộc, đây không phải là người muốn sao. Thế nhưng nước mắt của nàng lại không nhịn được chảy xuống. Giữa sân phảng phất như động lại. Đám người Thủy Hoàng và Thú Hoàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, bọn họ muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng bọn hắn không nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Diệp ngã xuống. Ngươi không cứu được hắn, hắn bị lực lượng pháp tắc gây thương tích, ngươi căn bản không cứu được hắn. Thiên Huệ đột nhiên nói. Tiểu cô nương không có để ý Thiên Huệ, chỉ không ngừng dùng năng lượng lam sắc truyền đến trong cơ thể Dương Diệp, thế nhưng hết thảy đều là phí công, bởi vì vết thương của Dương Diệp không chỉ không chuyển biến tốt, trái lại mở rộng càng lúc càng lớn, đã sắp tới hai nắm tay. Oanh! Đúng lúc này, thiên không đột nhiên lại xuất hiện một vòng xoáy. Một canh giờ đã đến. Trong vòng xoáy truyền đến một thanh âm. Thiên Huệ ngẩng đầu nhìn vòng xoáy. Sau đó liếc nhìn Dương Diệp nằm dưới đất, hai mắt nàng khép hờ, sau đó một đoàn năng lượng màu xanh nhạt từ trên đỉnh đầu Thiên Huệ xông ra, Thiên Huệ thì thoáng cái tê liệt ngã trên mặt đất. Quang đoàn chậm rãi bi lên không trung, sau đó quang đoàn biến thành một nữ tử mặc quần dài màu lam. Mục Hàn San rất đẹp, dung mạo không thua Ân Huyên Nhi, thậm chí còn hơn. Ánh mắt nàng nhìn về phía Dương Diệp lúc này đã hôn mê, trong mắt có một tia hàm xúc khó có thể nói rõ, rất phức tạp. Cực kỳ phức tạp, bởi vì nàng muốn triệt để hủy diệt Dương Diệp, nhưng lại bởi vì hồng tuyến, trong đầu không ngừng dùng rằng. Canh giờ đã đến, nếu còn dừng, thể trách bản tôn không khách khí. Đúng lúc này, vòng xoáy trên bầu trời điên cuồng xoay tròn, vô số hắc khí lượn lờ, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Nếu như ngươi có thể sống lên thiên ngoại thiên, ta sẽ giết ngươi. Nói xong câu đó, Mục Hàn San hóa thành một quang đoàn phóng lên cao. Chỉ chốc lát liền tiêu thất ở trên bầu trời. Sau khi Mục Hàn San biến mất, vòng xoáy trên bầu trời tiêu tán, chân trời khôi phục bình thường.
phía dưới đám người thú hoàng, thủy hoàng còn có hiểu thiên cơ cũng khôi phục bình thường. Thú hoàng cùng thủy hoàng khôi phục xong, chuyện thứ nhất chính là khống chế thiên huệ cùng thiên niệm từ, bọn họ không có giết hai người, bởi vì bọn họ muốn để Dương Diệp quyết định. Hắn không có sao chứ? Ninh Thược Dược đi tới bên cạnh tiểu cô nương, nhẹ giọng hỏi. Nhìn vết thương của Dương Diệp càng lúc càng lớn, sắc mặt của tiểu cô nương càng ngày càng trắng, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt nói. Làm sao có thể, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi có chuyện. Đúng rồi, còn có Hồng Mông Tháp. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt tiểu cô nương sáng lên, sau đó ôm Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ khiếp sợ. Bởi vì lấy thực lực của bọn họ, dĩ nhiên không phát hiện tiểu cô nương cùng Dương Diệp đi nơi nào. Dương Diệp cùng tiểu cô nương tựa như hư không tiêu thất. Dương Diệp đã chết, các ngươi biết không, truyền thuyết hắn giết toàn bộ Bách Hoa Cung, bởi vậy chọc giận tổ sư Bách Hoa Cung, làm cho hồn phách của tổ sư Bách Hoa Cung phủ xuống. Lão Thiên, đây chính là cường giả thánh giả cảnh. Nguyên lai trên thế giới này dĩ nhiên thật sự có cường giả thánh giả cảnh. Hừ. Dương Diệp sát nghiệt nhiều lắm, hắn rốt cục có báo ứng. Ha ha, ta nhìn Nam Vực còn làm sao ngăn trở bước chân của nhân hoàng La Tuấn. Lấy cửu hận của La Tuấn và Dương Diệp, sợ rằng phàm là người có quan hệ với Dương Diệp đều sẽ tao ương. Chậc chậc, nghe nói kiếm tông Tô Thanh Thi là đại mỹ nhân, ha ha, nghĩ đến La Tuấn kia chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu như Dương Diệp trên trời có linh thiêng biết được nữ nhân của hắn bị người khác đoạt được, không biết có thể tức giận sống lại hay không. Ha ha, ai, Dương Diệp vừa chết, sẽ không người có thể ngăn cản bước chân của La Tuấn. Thế giới nhân loại, thực sự muốn nhất thống sao? Nam Vực, phải nói cả thế giới nhân loại đều sôi trào, bởi vì vô số người đều đang đồn Dương Diệp đã chết. Đỉnh Hán Đế Quốc. Ha ha, Dương Diệp ngươi cũng có hôm nay, cường giả thánh giả cảnh, ha ha. Thật là trời cũng giúp ta. Kim Loan Điện. Khi biết Dương Diệp chết ở trên tay cường giả thánh giả cảnh, La Tuấn không có hình tượng cười phá lên. Đối với Dương Diệp, hắn là chân chính hận thấu xương. Hai chữ Dương Diệp này với hắn mà nói, trở thành một cái khúc mắc, Dương Diệp bất tử, hắn cả đời không giải được tâm kết này. Vì có thể tự tay đâm Dương Diệp, hắn không tiếc bất cứ giá nào phát động chiến tranh với Bắc Phực, hy vọng có thể chinh phục Bắc Phực, sau đó dồn lực đi đối phó Dương Diệp. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Dương Diệp cư nhiên đã chết. Chúc mừng nhân hoàng. Quần thần chúc mừng. La Tuấn bình phục tâm tình, sau đó nói. Truyền lệnh, lệnh Triệu Trường Vân, Trương Mãnh thu binh, không cần về nước, trực tiếp mang binh xuôi nam, trước chú đóng ở Loạn Ma Hải. Còn nữa, lệnh 10 đại quân đoàn, Phệ Hồn quân đoàn cùng với Hoàng Kim cấm vệ quân lập tức chuẩn bị xuất phát. Thông chi các đại thế gia cùng tông môn, để cho bọn họ mang theo tất cả đệ tử tinh anh theo ta xuôi nam. Nếu có không nghe hiệu lệnh, đều tru diệt. Dương Diệp vừa chết, thế giới nhân loại không có người có thể ngăn cản hắn, hắn đã không cần phải cùng những thứ thế gia và tông môn kia lá mặt lá trái. Nhân hoàng, chúng ta như vậy, có thể quá dồn dập hay không? Lúc này một đại thần đột nhiên nói. La Tuấn khoát tay áo nói. Dương Diệp đã chết, bán thánh kia khẳng định sẽ không nhúng tay sự tình Nam Vực, đến lúc đó, đại quân của trẫm xuôi Nam. Người nghĩ ai có thể ngăn chặn được đỉnh Hán Đế quốc ta? Chỉ cần thu phục Nam Vực, Bắc Vực tối đa nửa tháng là có thể hạ, đến lúc đó, cả thế giới nhân loại đều nghe trẫm điều khiển. Trong thanh âm của La Tuấn mang theo hưng phấn không chút nào che giấu, chỉ cần nhất thống cả thế giới nhân loại, hắn liền có thể có được tín ngưỡng chi lực của cả thế giới nhân loại, đến lúc đó, cường giả hoàng giả cảnh tính cái gì? Coi như bán thánh, hắn cũng có thể đối kháng. Nhưng Dương Diệp bỏ mình. Bất quá chỉ là tin đồn. Đại thần kia nói. Nếu hắn không chết thì sao? Nghe vậy, cả điện nhất thời vắng vẻ không tiếng động. Mặc kệ bọn họ có thừa nhận hay không, tôn giả cảnh Dương Diệp kia đã có thể uy hiếp được đỉnh Hán Đế quốc. Hoàng giả cảnh không ra, toàn bộ đại lục ai có thể làm gì được hắn? Nếu như hắn không chết, đại quân xuôi Nam, tuy Dương Diệp không cách nào đối kháng được toàn bộ đại quân của đế quốc, nhưng tuyệt đối sẽ có biến số. Đến lúc đó, lấy Dương Diệp cầm đầu Nam Vực chắc chắn khiến đỉnh Hán Đế quốc trả giá thảm trọng, mà khi đó, nếu như yêu tộc cùng ma tộc lại tới nhúng tay, đỉnh Hán Đế quốc nên như thế nào? Nói chung, nếu như Dương Diệp chết, đại quân xuôi Nam,
những thực lực Nam vực nguyên bản đầu nhập vào Dương Diệp, khẳng định sẽ có rất nhiều làm phản, dưới tình huống đó, muốn thu phục Nam vực, tuyệt đối là dễ dàng. Thế nhưng nếu như Dương Diệp không chết, như vậy toàn bộ Nam vực thành một cái thiết bản, đỉnh Hán đế quốc muốn hạ cái thiết bản này, khó. Nụ cười trên mặt La Tuấn cũng cứng lại. Nếu như Dương Diệp không chết, tuy hắn nắm giữ lực lượng Tam vực, thế nhưng hắn không tự tin có thể đối phó được Dương Diệp. Lui một vạn bước mà nói, cho dù hắn dùng toàn bộ thực lực của đỉnh Hán đế quốc diệt đám người Dương Diệp, thu phục Nam vực, thế nhưng kế tiếp thì sao? Đỉnh Hán đế quốc nguyên khí đại thương, làm sao đối phó ma tộc cùng yêu tộc? Đúng lúc này, một giọng nói xuất hiện ở trong đầu La Tuấn. Thánh giá cảnh phủ xuống, Dương Diệp không có khả năng sống. Nghe vậy, trên mặt La Tuấn lại nổi lên dáng tươi cười. Bởi vì thanh âm này là của cường giả bán thánh trong đỉnh Hán đế quốc truyền tới. Truyền lệnh xuống, đại quân xuôi nam. Khi biết Dương Diệp bỏ mình, lại ở dưới La Tuấn hiệu triệu, những thế gia và tông môn của đỉnh Hán đế quốc không có do dự chút nào, phái ra tinh nhuệ trong tộc. Sơ bộ phỏng chừng, không tính đỉnh Hán đế quốc, tôn giả cảnh của những thế gia cùng tông môn kia cộng lại liền có chừng 5.000. Lúc này đây, bọn họ đã không có chút bảo lưu, bởi vì đây là một trận chiến tranh tất thắng. Cường giả trung vực dốc toàn bộ lực lượng. Nam vực. Phụ thân, người thực sự muốn quyết định như vậy. Mạc Khinh Nguyệt nhìn trung niên trước mặt, cũng chính là phụ thân của nàng, là Mạc gia gia chủ đương đại. Trung niên cười khổ nói. Khinh Nguyệt, Dương Diệp đã chết, Mạc gia chúng ta ở chỗ này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiểu chưa? Bọn họ tới giúp đỡ Dương Diệp, là bởi vì muốn cho Dương Diệp nhận tổ quy tông, trở thành người của Mạc gia. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp đã chết, bọn họ tự nhiên sẽ không ở lại chỗ này cùng Nam vực chôn cùng. Thế nhưng nếu như hắn không chết thì sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.